chôn vùi, Giang giật giận quá mà cười, khí thế trên người hoàn toàn thu vào, bình tĩnh mở miệng nói, lão học sĩ, người sợ là con mắt mù a à, không phải ta Giang giật, các người đại hạ quốc còn tại người còn có thể lưu lại đầu này mạng ra. Đại hạ quốc giờ phút này đều cái gì tình huống ngoại trừ hạ vũ thành, toàn bộ thành trì luân hãm, bao nhiêu con dân còn tại trôi giặc khắp nơi bao nhiêu người còn tại tươi sống bị chết đói bao nhiêu trong thành trì giặc cướp vọt đi giờ phút này quốc gia vạn dân chờ các người cứu chữa, chờ lấy các người phái quân đội thủ hộ bọn hắn. Các người đang làm gì mỗi ngày tại cái này nhao nhao, để ai làm vương thượng? Tô Vũ Tô Hoành hai tên phế vật kia là mặt hàng gì? Các người chân tâm không rõ ràng vì tổ chế, vì lễ nghi, vì quy củ. Các người tự hoàn toàn không để ý vạn dân nước sôi lửa bỏng luôn mồm giang sơn xã tắc, thiên hạ vạn dân, cầu thí. Các người đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền, ta xem đều đọc được phân chó đi lên. Cùng các ngươi nói thẳng một điểm, giống như không phải là các người đám người này còn có chút tác dụng còn có thể là như tuyết chia sẻ một chút quốc vụ, có thể cho đại hạ quốc vạn dân mang đến một chút phúc lợi, có thể làm cho thiên hạ nhanh chóng an định lại, hôm nay các ngươi tất cả mọi người không cần tới. Vẫn là câu nói kia, chân tâm vì nước vì dân, muốn cho đại hạ quốc an ổn phồn vinh vị quan tốt lưu lại cho ta, những người còn lại không ủng hộ như tuyết, nguyện ý đi theo tiên vương chính mình lăn ra ngoài, muốn chết. Hồi trở lại nhà mình chết đi, đừng tại đây giả trung nghĩa, ta không quen nhìn. Sang giật quán chú một chút nguyên lực, sở dĩ thanh âm rất lớn, chấn động đến một đám người quan văn mảng nhĩ oanh minh, thân thể rung động không thôi. Rất nhiều người mặc dù trên mặt vẫn là bi phấn, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ xấu hổ, trầm mặc nhìn qua nhâm đại học sĩ, chờ đợi quyết đoán của hắn. Chửi giỏi lắm, nhâm đại học sĩ thật sâu hít hai cái khí, đột nhiên quát khẽ, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, khe khẽ thở dài, hai đầu gối quỳ xuống nói, lão thần hoàn toàn chính xác uổng đọc nhiều năm như vậy sách thánh hiền, hổ thẹn tiên vương, hổ thẹn chết đi tướng sĩ cùng con dân A. Lão thần đảm nhiệm an, nguyện phụng như tuyết điện hạ làm chủ, một lòng phụ trợ điện hạ, là đại hạ quốc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhâm đại học sĩ quỳ, tất cả quan văn đều quỳ xuống, toàn bộ đồng quát lên, nguyện phụng như tuyết điện hạ làm chủ, một lòng phụ trợ điện hạ, là đại hạ quốc quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hô, lư đại tướng quân cùng các vị tướng quân toàn bộ thở ra một hơi, phía trên tô như tuyết cũng thở dài một hơi giống như đám này quan văn thật toàn bộ bãi quan quy ẩn đại hà quốc muốn trong thời gian ngắn ổn định lại là không thể nào không có quan văn dựa vào ai yên ổn quản lý thiên hạ thuyết phục quan văn chuyện kế tiếp liền dễ làm võ tướng bên này không ai dám nói cái gì có giang giật tại ai dám nói nửa chữ không sợ là sẽ phải bị hắn trực tiếp giết chết đêm qua giang giật trực tiếp cầm xuống hai vị vương ra hắn bá đạo mọi người thế nhưng là cảm thụ được rất rõ ràng đương nhiên chủ yếu là giờ phút này giang giật tại đại hạ quốc huy vọng quá cao sở hữu võ giả đều rất sùng bái hắn cường giả luôn làm lòng người sinh cúng bái sau đó cơ bản không có giang giật chuyện gì định ra tô như tuyết kế thừa vương vị sự tình liền là quan văn bên này một đám quan văn lập tức bắt đầu thảo luận thời gian nào đăng cơ muốn an bài chuyện gì nghi cùng các thành trì trấn an vấn đề nghe phía sau giang giật đều có chút buồn ngủ hắn không thích nhất những ngày dườm già sự tình còn may là tô như tuyết làm vương thượng nếu là hắn thượng vị, sợ là sẽ phải trở thành một cái hôn quân, chuyện gì đều ném cho người khác. Tốt, tự định vì nửa tháng sau đăng cơ, tô như tuyết đột nhiên mở miệng, ánh mắt cũng nhìn về phía giang giật, trầm giọng nói ta chuẩn bị tứ phong giang giật là nhiếp chính vương, chư vị có gì dị nghị không? Nhiếp chính vương, quan văn bên kia lại là một mảnh xôn sao, quan này tước trước kia từng có, đây chính là nhất tôn vinh thước vị. Có thể đại biểu vương thượng trực tiếp nhiếp chính, nói một cách khác. Giang giật nếu là không sướng rồi, có thể làm chàng giết chết đại học sĩ, đại tướng quân vương. Có thể nói trên vạn người, dưới một người, tuyệt đối không thể, nhâm đại học sĩ lập tức mở miệng nói, cho Giang giật tên sát tinh này làm nhiếp chính vương, về sau còn có bọn hắn đường sống muốn là ai tại triều sẽ lên chống đối hắn, hắn khó chịu trực tiếp khai giết. Giang giật mặc dù đối đại Hạ Quốc có ân, cũng thực lực cường đại, nhưng nói thế nào đều là cái ngoại nhân. Để một ngoại nhân cưới tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió, còn để bọn hắn thời khắc đều có rơi đầu nguy hiểm, đám này quan văn tự nhiên không làm. Sở dĩ nhâm đại học sĩ, rất nhanh lại chuyển ra tổ chế, một đám quan văn cũng theo sát lấy dẫn cổ xưa theo điển, cực lực biểu thị phản đối, đồng thời uyển chuyển cho thấy, có thể cho Giang giật một cái đại tướng quân loại hình, khác đừng đặt ở bọn hắn trên đầu là được. Hừ, Giang giật khó chịu, bọn hắn không muốn hắn làm cái này quan, chính hắn càng là khinh thường, không phải tô như tuyết hắn quản đại hạ quốc đi chết. Khủ khủ. Tô như tuyết xem giang giật lại muốn bão nổi, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, giang giật là đại hạ quốc ân nhân, không có hắn ba năm về sau ai đến chống cự thanh long hoàng triều cùng năm quốc liên quân trong các ngươi nếu là có người có thực lực này, ta đồng dạng ban cho hắn nhiếp chính vương chi vị, nếu như không có, việc này quyết định như vậy đi. Bãi triều, nói xong, tô như tuyết trực tiếp rời đi, giang giật cũng sở lên cái mũi đứng lên. Lư lão tướng quân bọn người đại hỉ, Toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ, mà tướng Tham Kiến Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương, Giang giật thật dài khe khẽ thở dài, cái này quan tước đại biểu cho vô thượng quyền lực, có thể chúa tể đại hạ quốc ngàn vạn con dân sinh tử, đồng thời cũng đại biểu cho trách nhiệm nặng nề. Hôm nay bắt đầu hắn đem cùng đại hạ quốc chiếc này chiến xa cột vào cùng một chỗ, có lẽ có một ngày, hắn cũng sẽ cùng đại hạ quốc cùng một chỗ. Hồi phi yên diệt, chương 323, lòng đất thần mạch, thần mạch ngay tại phía dưới này, Đại hạ quốc hoàng cung một cái cự đại phía ngoài cung điện, giang giật hồ nghi bốn phía quét qua, mở miệng hỏi đến bên cạnh lão ma ma. Tô như tuyết không để cho các vị thái giám tổng quản dẫn hắn đi thần mạch, ngược lại gọi một vị thiếp thân lão ma ma, hiển nhiên đây là tâm phúc của nàng. Lão ma ma rất lớn tuổi, thực lực cũng tạm được, thần du ngũ trọng, nàng cung kính gật đầu nói, hồi nhiếp chính vương, thần mạch ngay tại phía dưới, bất quá cần nô tỳ dẫn đường, nếu không bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Giang giật nhẹ gật đầu, lão ma ma lập tức tại phía trước dẫn đường, còn chưa đi tiến cung điện, mấy thân thể bao phủ tại bên trong hắc bảo võ giả lập tức thoáng hiện, một người quát khẽ, nơi đây chính là cấm địa, không có vương thượng lệnh bài bất luận kẻ nào không được đi vào, nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Giang giật trầm mặc không nói, lão ma ma từ trong ngực đi qua một viên lệnh bài, không nói một lời đã đánh qua, người ở bên trong cẩn thận kiểm tra lập tức không người quỳ xuống quát khẽ nói tham kiến hai vị đại nhân. Nhiếp chính vương, mời lão ma ma hướng giang giật có chút khom người giang giật chắp tay nhanh chân hướng bên trong đi đến trở ra quét qua trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc đại điện rất rộng rãi bên trong không có cái gì chỉ có một cái cự đại truyền tống trận hiển nhiên muốn đi thần bí thần mạch nhất định phải truyền tống đi qua mở ra truyền tống trận lão ma ma đi tới về sau ra hiệu giang giật tiến vào truyền tống trận lúc này mới hướng mấy tên ám vệ hạ lệnh tuân mệnh mấy tên ám vệ nhanh chóng mở ra truyền tống trận giang giật cảm giác bạch quang lóe lên rất nhanh đã tới một cái toàn bộ phong bế cung điện bên trong cung điện này cũng có mấy cái ám vệ còn có một cái truyền tống trận nhiếp chính vương đây là trung chuyển truyền tống trận một khi có địch nhân công kích vừa rồi cung điện kia bên này sẽ lập tức đạt được cảnh báo bọn hắn cũng sẽ lập tức hủy đi nơi này truyền tống trận thần mạch liền không có người có thể tìm tới lão ma ma nhìn thấy giang giật trong mắt nghi hoặc thấp giọng giải thích nói giang giật khẽ vuốt cằm cũng rất nhanh nghi ngờ hơn hỏi, đã như vậy nghiêm mật, như vậy ngũ đại các nước chư hầu làm sao biết đại hạ quốc đào được thần mạch. Lão ma ma khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, thần mạch sự tình, ngay từ đầu chỉ có vương thượng, tô bình bình lão cung phụng biết rõ, về sau vương thượng lại cáo chi một người, đại tướng quân vương, tô địch quốc. Khó trách, giang giật đã hiểu, tô địch quốc vẫn luôn là thần võ quốc nội ứng, mà lại hắn trước khi chết còn đem rất nhiều chuyện nói cho hắn biết nhi tử, con của hắn một đường chạy trốn tới thanh long hoàng triều sự tình khẳng định ngay tại các quốc gia cao tầng truyền ra. Ông, truyền tống trận rất nhanh lại phát sáng lên, lần này truyền tống đến một cái dưới đất quảng trường. Phía dưới ánh nến sáng rực, trong quảng trường ít nhất có mấy trăm tên quân sĩ, thực lực cũng còn không tệ, thần du cường giả nhiều đến hơn 10 người. Thấy có người truyền tống vào đến, tất cả mọi người khẩn trương lên, nếu không phải lão ma ma lấy ra một khối long hình lệnh bài, binh khí của những người này sợ là muốn lập tức ra khỏi vỏ. Tham kiến hai vị đại nhân, nhìn thấy lệnh bài mấy trăm quân sĩ đều khom người quỳ xuống, lão ma ma nhàn nhạt gật đầu nói, cổ tướng quân ở đâu? Một vị người mặc màu đen chiến giáp trung niên nam tử lập tức ngẩng đầu, ứng tiếng nói có mặt tướng. Lão ma ma nhìn thoáng qua giang giật, quát khẽ nói, vị này là vương triều nhiếp chính vương, còn không mau tới bài kiến. Nhiếp chính vương, cổ tướng quân hồ nghi nhìn thoáng qua giang giật cũng không có nhiều lời, cái này lão ma ma hắn gặp qua, trước kia đi theo tô địch vương tới qua, xem như vương thất một trong nhân vật trọng yếu, trên tay nàng còn có vương thượng lệnh bài, cổ tướng quân tự nhiên không dám chất vấn, lần nữa không người hành lễ nói, cổ đạo tham kiến nhiếp chính vương. Giang giật nhàn nhạt, nhạt khoát tay nói, đều đứng lên đi, mang ta đi thần mạch. Tuân mệnh, cổ tướng quân đứng dậy, nhanh chóng mang theo giang giật hướng phía trước đi đến, rất mau vào một cái thông đạo. Giang giật một đường đi theo, nhìn thấy thông đạo bốn phía đều là màu đen vách đá, mặt trên còn có nhàn nhạt, nhạt u quang, âm thầm phỏng đoán những này vách đá hẳn là đặc thù kiến tạo, coi như phía trên có trí cường giả dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện được. Lão ma ma nhìn thấy giang giật lưu ý thông đạo, cũng một đường giải thích, giờ phút này chúng ta ở đâu, ai cũng không biết, sợ là chỉ có vương thượng mới biết được. Thần mạch tin tức tiết ra ngoài về sau, các nước đều phái ra rất nhiều trinh sát tại đại hạ quốc dưới mặt đất dò xét hơn một tháng, nhưng không ai có thể tìm tới thần mạch. Giang giật không có quá ngoài ý muốn, thứ này quan hệ đến một nước mệnh mạch, nếu là hắn là vương thượng, đoán chừng tô bình bình cũng sẽ không cáo chi. Tô Địch Phương vẫn là quá tín nhiệm Tô Địch Quốc, đương nhiên coi như không có thần mạch, đoán chừng lục đại thế lực cũng sẽ liên thủ công kích, đại hạ quốc cuối cùng cũng chỉ có thể hủy diệt, Giang Biệt Ly chuẩn bị ở sau thế nhưng là đã sớm bố trí xong. Thông đạo rất dài, cổ tướng quân bắt đầu tăng tốc độ, cách mỗi ngàn trượng còn muốn đi qua từng đạo đại môn, đại môn bên trong đều khoảng 10 tên quân sĩ thủ hộ, nghiêm ngặt đến cực điểm. Đi một đoạn lộ trình, thông đạo thế mà bắt đầu hướng phía dưới dọc theo, Giang giật cảm giác trọn vẹn hướng lòng đất đi mấy chục vạn trượng thông đạo mới trở nên nhẹ nhàng, cổ tướng quân cũng cung kính bẩm báo nói, nhiếp chính vương, đại nhân, thần mạch ngay tại phía trước. Giang giật tinh thần nhất chấn, quán chú một tia hắc sắc nguyên lực đi con mắt, tăng cường thị lực hướng phía trước mở tối thông đạo quét tới. Một đường tiến lên, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo cửa đá, cổ tướng quân mở ra một cái ẩn nấp cơ quan, lộ ra một cái tiểu thạch phòng, giang giật đi vào về sau, kia cổ tướng quân lúc này mới lại mở ra một đạo môn. Chi chi, tại cái này cửa đá mở ra lúc, Giang giật con mắt trong chốc lát phát sáng lên, bởi vì một cỗ nồng đậm đến cực hạn thiên địa nguyên khí đập vào mặt, để hắn cảm giác từ đầu thoải mái đến cước. Hắn âm thầm cảm ứng thoáng cái, cảm khái, như kết quả nhiên không có nói sai, nơi này thiên địa nguyên khí so bên ngoài nồng nặc mấy chục lần, so đế cung còn muốn nồng đậm. Giang giật trước tiên hướng ngoài cửa lớn thông đạo đi đến, càng chạy thông đạo càng rộng, thiên địa nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh Giang giật rốt cục thấy được trong truyền thuyết thần mạch phía trước xuất hiện một cái siêu cấp lớn dưới mặt đất quảng trường, ngay phía trước có một mảng lớn tản ra nhu hòa quang mang màu trắng tinh thạch, những này tinh thạch đều là một tiểu mai một tiểu mai tạo thành, sáng lấp lánh, tựa như là trên thế giới xinh đẹp nhất bảo thạch. Phanh phanh, dưới thạch bích có rất nhiều người võ giả, ít nhất có ngàn người, cái này ngàn người thực lực đều là tử phủ cảnh đỉnh phong, toàn bộ cầm binh khí đối những cái kia màu trắng tinh thạch không ngừng dùng sức nện xuống. Khó trách một viên thiên thạch đều không có khai quật ra, dạng này đào xuống đi năm nào tháng nào mới có thể đem tinh thạch này cho phá vỡ. Giang giật nhìn thoáng qua về sau, âm thầm kinh hãi, sở hữu khai quật võ giả trong tay đều cầm thiên khí, mỗi một lần trọng bổ đều đã dùng hết toàn bộ khí lực, nhưng là mỗi lần bọn hắn đều chỉ có thể tại màu trắng tinh thạch bên trên lưu lại từng đầu ngón cái thô khai nhỏ. Nhiều người như vậy coi như không ngừng khai quật một năm, đoán chừng cũng chỉ có thể đào mở một hai trượng khoảng cách, ai biết cái này thần mạch lớn bao nhiêu thiên thạch tại thần mạch địa phương nào. Nhiếp chính vương, cái này thần mạch tinh thạch quá cứng rắn, làm nhiên lão cung phụng tự mình xuất thủ, mỗi lần cũng chỉ có thể chấn vỡ một khối lớn tinh thạch, hắn đào móc dòng dã ba ngày mới đào ra một cái năm sáu trượng sâu cửa hang, nhưng lại cũng không có phát hiện thiên thạch. Lão ma ma ở bên cạnh thấp giọng giải thích, giang giật nhìn ra ngoài một hồi, trong tay một viên hỏa linh châu hồng quang lóe lên hỏa long kiếm xuất hiện, hắn quát khẽ toàn bộ tránh ra, ta đi thử một chút. Trường 324, leo ra hạ vũ thành. Suy suy, bốn phía đào mỏ võ giả đều rút lui mở ra giang giật hai đầu hỏa long cũng nhanh chóng gào thét mà đi đối phía trước to lớn tinh thạch vách đá đập tới oanh hai đầu hỏa long đập vào trên vách đá dẫn tới toàn bộ vách đá cũng hơi run lên đứng tại trong thạch động người cảm giác trời đất quay cuồng mặt đất bụi mù cũng bị cuộn tất cả lên che đậy tầm mắt của mọi người a à, giang giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc thị lực sở dĩ nhẹ nhóm có thể nhìn thấy trên vách đá cái kia vết tích mặc dù đã sớm biết tinh thạch này rất cứng rắn nhưng không nghĩ tới cứng rắn đến trình độ này. Hắn một kích toàn lực, vậy mà, chỉ là bổ ra nửa cái lớn chừng bàn tay lỗ hồng nhỏ. Cái này thần mạch không cần nhìn tuyệt đối lớn đến không biên giới, đoán chừng uốn lượn vạn lý đều là tiểu nhân, giống như theo cái tốc độ này đi đào, hắn đào bên trên ba năm sợ nhiều nhất đào ra một vài bên trong thông đạo A vận khí tốt có thể đào được mấy cái thiên thạch, vận khí không tốt, sợ là một viên đều không đào được. Tất cả biện pháp đều thử sao giang giật ánh mắt nhìn về phía cổ tướng quân, cái sau nặng nề thở dài nói, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ đến, tinh thạch này quá cứng, coi như thánh khí đều đào bất động. Hưu, giang giật thân thể bay đi, quán chú nguyên lực trực tiếp dùng hỏa long kiếm hướng tinh thạch bên trên bổ tới. Nương theo lấy một tiếng kim thiết đụng nhau bang bang âm thanh, hỏa long kiếm bị bắn ngược ra ngoài, giang giật miệng hổ tê dần, kém chút cầm không được hỏa long kiếm, mà cái này toàn lực một kiếm, vẫn như cũ chỉ là chém nát nửa cái lớn chừng bàn tay tinh thạch. Giang giật thu hồi hỏa long kiếm, trầm ngâm một lát, quay đầu cùng cổ tướng quân nói ra, Thanh Long Hoàng Triều có được đại lượng thiên thạch, bởi vì cũng là có một đầu thần mạch A à, bọn hắn làm sao khai quật thiên thạch luôn không khả năng dựa vào bọn họ lão tổ tông một người đào A. À. Không biết, cổ tướng quân lắc đầu, lão ma ma nói tiếp, nhiếp chính vương, Thanh Long Hoàng Triều khẳng định có khai quật thần mạch biện pháp, nhưng cơ mật như vậy sự tình như thế nào truyền tới. Cũng thế, Giang giật cũng không cách nào, nguyên bản hắn nghĩ xuống tới nhìn xem, liền là xem hỏa long kiếm phải chăng có thể kiến công, xem ra hắn chúc thực lực ấy cho dù có hỏa long kiếm cũng quá sức hắn đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói chẳng lẽ trong lịch sử không có các nước chư hầu phát hiện qua thần mạch liền không có khai quật thần mạch biện pháp lưu truyền tới không có lão ma ma rất khẳng định nói ra trên thực tế các nước đều đào được qua thần mạch bất quá đều cực kỳ nhỏ bên trong chỉ dựng dục ra mấy cái thiên thạch biện pháp đều là đơn giản nhất phái một đám người dùng thiên khí ngày đêm không ngừng đào thử lại lần nữa giang giật cắn răng vận chuyển viên thứ nhất tinh thần bên trong hỏa hồng sắc nguyên lực, ở lòng bàn tay dùng bạo nguyên trường áp xúc, trực tiếp đối phía trước vách đá vỗ xuống. Ầm ầm, phía trước tinh thạch bích lại là một trận lay động, cường đại bạo tạc đem Giang Giật nổ bay trở lại mấy chục trượng, để mọi người khiếp sợ là Giang Giật nguyên lực đập vào trên vách đá, thế mà xuất hiện một cái nho nhỏ hố sâu, ít nhất có mặt người lớn như vậy. A, à, Giang Giật bị lực phản chấn chấn động đến thân thể bay rất ra ngoài, hắn trong đôi mắt cũng đều là kinh dị, trực tiếp dùng nguyên lực công kích thế mà so thánh khí còn muốn hung tàn chẳng lẽ hắn nguyên lực công kích uy lực so hỏa long kiếm còn muốn cường đại. Chẳng lẽ ta cái này màu đỏ nguyên lực so phổ thông nguyên lực cao cấp còn có được năng lực đặc thù. Giang giật âm thầm kinh nghi, yêu hậu cũng chưa nói cho hắn biết, hắn viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực đã tiến hóa thành thiên quân cường giả mới có thể có chân nguyên, sở dĩ hắn cũng không tin tưởng. Hắn thân thể lóe lên dùng hắc sắc nguyên lực toàn lực đập một trường, nhưng uy lực rõ ràng nhỏ, chỉ là vỗ xuống lớn bằng ngón cái tinh thạch, hắn lóe sáng con người rất nhanh ảm đạm xuống, mặc dù viên thứ nhất tinh thần bên trong nguyên lực rất bá đạo, nhưng dạng này khai quật vẫn là quá chậm quá chậm, hắn muốn tu luyện, cũng không có thời gian lãng phí ở phía trên này. Đi hỏi một chút viện trưởng cùng yêu hậu, giang giật tâm niệm vừa động, nhất là nghĩ đến cái sau lập tức tinh thần nhất chấn. Đế cung sân thượng bên trong thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, có thể hay không cũng là bởi vì thiên nữ phong phía dưới có một đầu thần mạch yêu hậu như thế thực lực cường đại, có thể chế tạo một cái thần kỳ như thế đế cung sân thượng nói không chừng nàng có biện pháp nhẹ nhõm khai quật thần mạch. Trở về, Giang giật quả quyết cùng lão ma ma làm thủ thế đi ra phía ngoài, rất nhanh cưới chuyển tống trận ra hoàng cung. Ra ngoài cùng tô như tuyết thương lượng một chút, Giang giật quyết định các loại chờ tô như tuyết đăng cơ về sau, lên đường đi linh thú sơn học viện một chuyến lại chuyển đi thiên nữ phong. Giang giật, Giang giật đang chuẩn bị trở về thần mạch phía dưới tu luyện, tô như tuyết đột nhiên gọi hắn lại, trong tay một viên cổ thần nguyên giới cũng phát sáng lên mấy cái hộp ngọc ra trong tay nàng nàng đưa cho giang giật nói ta cái này có năm mai thiên thạch là vương thất bên trong tất cả thiên thạch còn bao gồm lần trước ngươi đưa cho ta hai cái ngươi cầm trước tu luyện đi như vậy sao được giang giật khẽ giật mình cự tuyệt nói những này vẫn là ngươi luyện hóa đi ta tu luyện cần đại lượng thiên thạch người điểm ấy cũng chưa đủ thực lực của ngươi cũng cần tăng lên một chút ha ha tô như tuyết đắng chát cười một tiếng nói đại hà quốc bách phế đại hưng ngươi cho là ta có thời gian tu luyện sao mà lại ba năm sau có thể giữ được hay không đại hạ quốc tự xem ngươi, tự nhiên trước cho ngươi dùng, ta tu luyện có thể có làm được cái gì ta thực lực này quá thấp. Tốt ha, Giang giật cũng không khách khí, thu sạch nhập hỏa Linh Châu, lúc này mới nhẹ nhàng ủng thoáng cái tô như tuyết nói, ta đi trước lòng đất tu luyện, tranh thủ luyện hóa hai ba mai thiên thạch, nửa tháng sau xuất quan, có việc ngươi để cho người ta lập tức đưa tin cho ta. Ừm, tô như tuyết ngòn ngọt cười, đột nhiên điểm lấy cước tại giang giật trên mặt hôn lấy thoáng cái, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói ra, người yên tâm đi thôi, giang lang, tiểu nô cùng tiểu phỉ ta hội chiếu cố tốt. Giang giật thân thể cứng đờ, nội tâm cũng đầy đầy đều là hạnh phúc, ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có mãnh liệt, hắn trùng điệp gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài, cùng tiểu nô tiểu phỉ dặn dò một tiếng, tại lão ma ma dẫn đầu hạ lại một lần nữa đi thần mạch, cuối cùng xếp bằng ở thần mạch phụ cận tu luyện. Tu luyện một cái buổi chiều, Giang giật quả quyết đưa tới cổ tướng quân, để hắn phái mấy người ở bên cạnh hộ pháp, lúc này mới lấy ra một viên thiên thạch bắt đầu luyện hóa. Hắc sắc nguyên lực bao khỏa thiên thạch, một cỗ minh mông năng lượng nhanh chóng thẩm thấu tiến vào giang giật trong thân thể, hắn vội vàng khống chế cỗ năng lượng này tiến vào đan điền. Quả nhiên giống như lần trước, cửu tinh thần toàn bộ phát sáng lên, điên cuồng hấp thu năng lượng, chuyển hóa thành hắc sắc nguyên lực. Đương nhiên lần này có chút khác biệt, dị biến viên kia tinh thần mặc dù cũng lại hấp thu năng lượng, nhưng cuối cùng chuyển hóa chính là màu đỏ nguyên lực mà lại ít đến thương cảm. Giang giật cũng mặc kệ hắn, nhanh chóng luyện hóa, lần này tốc độ luyện hóa so với lần trước nhanh hơn, vẻn vẹn 4 ngày cái thứ nhất thiên thạch tự hoàn toàn luyện hóa. Viên thứ hai tinh thần dị biến cần nguyên lực quả nhiên là viên thứ nhất gấp 2, thậm chí nhiều hơn, đoán chừng muốn hoàn toàn dị biến, khẳng định cần luyện hóa 7 viên thiên thạch trở lên. Giang giật âm thầm cảm khái một trận, cổ tướng quân cũng rất nhanh đưa tới một chút đồ ăn nóng, Giang giật ăn ngon uống ngon nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục bế quan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang giật cũng quên đi thời gian, một lòng luyện hóa thiên thạch, tại hắn luyện hóa quả thứ ba thiên thạch sau khi xuất quan, cổ tướng quân nhanh chóng chắp tay nói, nhiếp chính vương, hôm nay là bệ hạ đăng cơ thời gian, mà lại các quốc gia các thế lực cũng tới sứ giả, vương thượng truyền lệnh để ngươi vừa xuất quan lập tức ra ngoài, có sứ giả rõ ràng là tới quấy rối, nàng cần ngươi ra mặt áp thoáng cái. Quấy rối, Giang giật lông mày nhíu lại, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thình lình đứng dậy quát khẽ nói, đi thôi, ai dám quấy rối ta để hắn leo ra hạ vũ thành. chương 325, Thẳng Hoạn, hạ vũ thành giờ phút này rất náo nhiệt, mới vương thượng muốn lên ngôi, hơn nữa còn là trong lịch sử vị thứ nhất nữ vương, việc này không gần như chỉ ở Đại Hạ Quốc, tại Đại Lục đều đưa tới sóng to gió lớn. Tân vương đăng cơ theo thường lệ muốn chiêu cáo tứ phương, các quốc gia các thế lực cũng sẽ phái sứ thần tới chứng kiến chúc mừng, bất quá dĩ vãng hai nước quan hệ nếu là không tốt. Một cái khác các nước chư hầu bình thường sẽ không phái sứ thần, nhưng tôi như tuyết đăng cơ rất quỷ dị, toàn bộ quốc gia cùng thế lực đều phái người tới. Linh Thú Sơn học viện tới là tề viện trưởng, còn lại hai học viện lớn cũng tới ba vị phó viện trưởng, Thủy Nguyệt Quan tới một vị trưởng lão, Đại Thiện Tự tới một cái tiểu hòa thượng, là giang giật trước kia thấy qua tuệ căn tiểu hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng tại Đại Thiện Tự địa vị rất cao, Đại Thiện Tự phái hắn ra xem như rất coi trọng Đại Hạ Quốc, hoặc là nói rất coi trọng giang giật. Thanh Long Hoàng Triều tới là giang giật lão bằng hiếu Long Tướng Quân, Bắc Mãng Quốc cùng Bắc Lương quốc đều tùy ý phái một tên tướng quân, Thánh Linh quốc tới thế mà cũng là giang dật người quen. Lần trước giúp hắn đối phó Lam gia hạ tướng quân, Thiên Huyền quốc lần này vân phỉ không đến, tới một vị vương tử, Thần võ quốc tới sứ thần rất ý vị sâu xa, lại là Tam vương tử Hạ Điền. Sở dĩ giờ phút này vinh uy trong điện bầu không khí có chút quỷ dị, Đại Hạ quốc văn võ đám quan chức đứng ở một bên, các quốc gia các thế lực đoàn sứ giả người đứng ở một bên. Đại Hạ quốc bên này rất nhiều nhân vọng lấy Thanh Long hoàng triều cùng năm nước sứ giả, trong con người đều là ẩn tàng không ngừng hận ý. Nửa tháng này tại Tô Như Tuyết cùng chúng thần đồng tâm hiệp lực phía dưới, Đại Hạ quốc xem như miễn cưỡng an định lại. Rất đa số theo cũng thống kê ra, lần trước đại chiến Đại Hạ quốc tử vong nhân số đạt đến 500 vạn, trong đó đại bộ phận thế nhưng là bị Thanh Long hoàng triều cùng năm nước đại quân giết chết. Chúng sứ giả ngược lại là tùy tiện, cảm giác nơi này là chính mình hậu hoa viên, năm nước sứ giả đều tập hợp một chỗ không coi ai ra gì đàm tiếu vui vẻ, không lọt vào mắt đại hạ quốc quan viên. Canh giờ đến, cho mời như tuyết bệ hạ đăng cơ. Không có qua quá lâu, lưu công công kia bất âm bất xương thanh âm vang lên, vinh uy trong điện cũng tấu lên trang nghiêm tiếng cổ nhạc, lễ bộ quan viên đi đến từ kim đài phía dưới, trang nghiêm quát khẽ nói cho mời bệ hạ, bách quan quỳ lại, sứ thần cung nghênh. Lễ bộ quan viên dứt lời dưới, đại hạ quốc văn võ bá quan lập tức toàn bộ nằm dạp trên mặt đất hành đại lễ, tề viện trưởng mấy người cũng ngừng trò chuyện, trang nghiêm đứng thẳng, có chút kho người nghênh đón đại hạ quốc mới vương thượng. Phân lộc điện hạ A, người cũng không biết rõ, chúng ta vương thành có cái lầu gọi phiêu tuyết lâu, bên trong có cái hoa khôi dáng dấp cái kia khuynh quốc khuynh thành A. Đáng tiếc bán nghệ không bán thân, nàng phải coi trọng mới có thể lưu người qua đêm, lần sau có cơ hội đi vương thành, bản vương tử dẫn người đi đi dạo. Hắc hắc, hạ điền điện hạ, người như thế phong lưu phóng khoáng. Thế mà bắt không được một cái gái lầu xanh bản vương tử hiển nhiên cũng không được a bất quá ngược lại là thú vị. Để toàn trường ngạc nhiên là, như thế trang nghiêm trường hợp, hạ điền cùng thiên huyền quốc vân lộc vương tử thế mà tứ không kiêng sợ còn tại trò chuyện với nhau, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng toàn trường người đều nghe được rõ ràng, hai người thảo luận vẫn là một cái gái lầu xanh. Lập tức đại hạ quốc đám quan chức lập tức giận tím mặt, mấy cái quan viên liền muốn đứng dậy gian dậy giận mắng, nhưng mặc cho đại học sĩ ho khan hai tiếng, kia mấy tên quan viên chỉ có thể phẫn nộ lường hai người một cái, tiếp tục phủ phục xuống dưới. Cũng may hai người nói vài câu về sau, phía trên tô như tuyết tại một đám cung nữ thái giám ủng hộ hạ đi ra, hai người cũng không tại trêu chọc, nhưng cũng cả lơ phất phơ đứng thẳng, trên mặt đều là vẻ đùa cợt. Lễ bộ quan viên trang nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, bệ hạ đăng cơ, bách quan đi ba gõ cửu bái đại lễ, sơn hô vạn tuế, sứ thần quốc lễ. Tô như tuyết người mặc long bào, đầu đội tím kim hoàng quan, uy phong lẫm liệt, cũng tương tự xinh đẹp động lòng người, có một phong vị khác, nàng thần thái uy nghiêm từng bước một hướng từ kim trên bảo tọa đi đến, phía dưới đại hạ quốc văn võ bá quan lập tức đi ba gõ cửu bái đại lễ, sơn hô vạn tuế. Sứ thần đoàn bên này rất nhiều người cũng không người ba bái hành lễ, nhưng bác mãng bác lương quốc tướng quân, cùng thanh long học viện bách hoa học viện sứ giả rõ ràng tại ứng phó xong việc. Tùy ý chắp tay, thân thể đều không có cúi xuống đi, trái lại thánh linh quốc hạ tướng quân thế mà thành thành thật thật đi đại lễ. Cha cha, tô như tuyết phương thượng liền là xinh đẹp, người mặc long bảo càng là mê người a. À. Đúng vậy a, à, như tuyết phương thượng, không luân tại tướng mạo, khí chất, người mặc, khí chất bên trên đều toàn thắng vương thành phiêu tuyết lâu cái kia hoa khôi, thật là nhân gian tuyệt sắc, người mặc long bào càng là. Lộc cộc, lộc cộc, hai đạo không đúng lúc thanh âm vang lên lần nữa, phân lộc cùng hạ điền thế mà đối tô như tuyết chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân, hạ điền càng là đem tô như tuyết cùng một vị gái lầu xanh so sánh, cuối cùng rất khoa trương nuốt mấy cái nước bọt. Lớn mật, làm càn, đại hạ quốc bên kia quan viên rốt cuộc áp chế không nổi, lư lão tướng quân bọn người càng là sát khí nghiêm nghị, rất nhiều tướng quân binh khí đều ra khỏi vỏ, khinh nhờn tô như tuyết liền là xem thường đại hạ quốc, chủ nhục thần tử, bọn hắn tự nhiên chuẩn bị liều mạng. A Di Đà Phật, sứ thần đoàn bên này cũng nhìn không được, tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, hai vị thí chủ mời nói cẩn thận. Thế nào, thế nào các người đại hạ quốc đây là muốn thế nào? Hạ Điền một bộ càng khoa trương hơn biểu lộ, nhìn tựa hồ bị hù dọa, kêu to lên, các người muốn cái gì muốn giết bản vương tử sao ta ca ngợi các người vương thượng xinh đẹp, cái này có lỗi sao hai nước giao chiến không chém xứ, huống hồ chúng ta là đại biểu nước ta đến chúc mừng như tuyết vương thượng đăng cơ, các người đại hạ quốc là như thế này đối đãi sứ thần hay là? Các người muốn hướng nước ta cùng thiên huyền quốc tuyên chiến sao? Vân Lộc cũng lập tức nói tiếp, tức giận nói, đúng đấy, là được. Chúng ta hảo tâm tới chúc mừng tân vương đăng cơ, nói như tuyết vương thượng xinh đẹp cũng là thật lòng khen ngợi, các ngươi lại để cho sử dụng bạo lực có gan giết ta bọn họ, nước ta đại quân ít ngày nữa tức đến. Nói chuyện đến tuyên chiến, lư lão tướng quân bọn người khí thế lập tức một yếu, đại hà quốc quân đội còn có hơn 10 vạn làm sao chiến giờ phút này không phải giang giật đều diệt quốc, thực sự không còn dám lên chiến sự, bọn hắn. Không dám giết hạ điền bọn người, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hai người này rõ ràng tới quấy rối hôm nay là tô như tuyết đăng cơ thời gian, cùng bọn hắn náo lại không dám giết bọn hắn, cuối cùng thua thiệt luôn luôn đại hạ quốc, tô như tuyết cũng sẽ mặt mũi mất hết. Sở dĩ lư lão tướng quân bọn người mặc dù tức giận không thôi, nhầm đại học sĩ càng là tức giận đến phát run, nhưng không ai dám trả lời, sợ sự tình càng náo càng lớn, hôm nay việc vui biến thành tang sự. Phía trên tô như tuyết lông mày nhíu lên, sắc mặt mặc dù cũng không có quá khó nhìn, nhưng rõ ràng cũng tức giận, trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Hạ điên, lần trước không giết ngươi, ngươi còn dám tới cái này làm càn có tin ta hay không đánh cho mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đúng lúc này, phía trước đại điện bên cạnh hành lang bên trong đột một truyền đến một đạo lạnh như băng xuyên thanh âm. Một người mặc thanh bào thiếu niên, mang theo một đám quân sĩ xảy bước đi vào đây. Tại hắn ra đại điện một khắc này, tôi như tuyết đôi mắt lập tức phát sáng lên, đại hạ quốc văn võ bá quan tựa hồ cũng tìm được chủ tâm cốt, rất nhiều võ tướng trên thân sát khí lập tức đổ xuống mà ra. Giang giật, hạ điền nhìn thấy giang giật một khắc này, khóe miệng giật một cái thân thể run lên ánh mắt trốn tránh tựa hồ có chút e ngại giang giật không dám cùng hắn đối mặt bên cạnh vân lộc vương tử lại cười lạnh một tiếng nói nha vị này liền là danh mãn thiên hạ giang giật giang tuần sát sứ đại hà quốc nhiếp chính vương thật lớn uy phong a à. lối ra muốn đánh muốn giết nhân ra rất sợ đó nha sợ ngươi giang giật tranh phong tương đối trực tiếp sổ một câu nói tục hờ hững quét vân lộc một cái nói cái này nương nương khang là ai lưu công công chẳng lẽ giống như ngươi cũng là thằng hoạt chương 326, đem vân lộc làm, thăng hoàn, đây là một cái rất độc từ ngữ, mà lại đối phương vẫn là thiên huyền quốc nóng nhất phương tử, nếu không lần này cũng sẽ không bị phái ra, giang giật lời này đánh cho đối phương mặt ba ba vang A. Xoạt, đại điện bên trong không có gì bất ngờ xảy ra một mảnh xôn xao, nhất là đại hạ quốc bên kia quan văn càng là không nín được ý cười. Ác nhân còn cần ác nhân ma, đối phó thiên huyền quốc phương tử loại này cấp bậc, bọn hắn cũng không dám làm loạn, nhưng giang giật lại có thể tứ không kiêng sợ, vì sao? Bởi vì sở hữu kim cương cường giả cùng yêu hậu có ước định, trong 3 năm không thể đối giang giật xuất thủ, mà giang giật thực lực thần du lịch cảnh vô địch, hắn có sát lục chân ý cùng vệ hồn na di thuật căn bản không sợ vây công. Sở dĩ chọc tới hắn, coi như động thủ đem vân lộc làm thịt rồi, thiên huyền quốc kim cương cường giả bất động, đại quân tuyệt không dám động, chết cũng chết vô ích. Hạ Điền cũng là bởi vì minh bạch điểm này, tại giang giật sau khi xuất hiện lập tức thân thể co rụt lại, không dám cùng hắn đối nghịch. Vân Lộc lại hiển nhiên không có minh bạch đạo lý này, hay là bởi vì Vân Hạc chết, hắn đối Giang Giật rất là oán hận, tăng thêm hắn tự kiềm chế thân phận, cho rằng Giang Giật không dám động đến hắn. Sở dĩ tại Giang Giật phát nổ nói tục về sau, hắn lập tức giận tím mặt, mắng lại, Giang Giật, người thì tính là cái gì không phải liền lại ỷ vào yêu hậu sao làm nhân loại cùng yêu thú cấu kết lại, ngươi còn có mặt mũi sao hừ hừ, coi như yêu hậu bảo vệ ngươi, cũng chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm sau bản vương tử xem ngươi chết như thế nào ha 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 giang giật ngửa mặt lên trời cười ha hả trên thân nguyên lực điên cuồng phun trào thân thể như một đạo tàn ảnh hướng vân lộc vào tới sát lục chân ý phóng thích sát khí cuồng dũng tới để vân lộc trong nháy mắt không động được tự liền phía sau hắn hai tên thần du bát trọng ám vệ cũng không động được hắn nhẹ nhõm duỗi ra một cái tay nắm vân lộc cổ đem hắn nhấc lên lơ lửng giữa không trung sát khí trên người mới thu vào hắn ngửa đầu nhìn qua đầy mắt hoảng sợ vân lộc cười lạnh nói ta giang giật không tính là gì đồ vật nhưng ta có thể đơn giản bóp chết ngươi đừng nói cái gì dựa vào ai đào đi ngươi cái này vương tử thân phận người đây tính toán là cái gì đồ vật lui một vạn bước nói coi như ngươi là vương tử lại như thế nào năm đó ta dám giết ngươi ca ca cũng dám làm ngươi ngươi có muốn hay không thử một chút giang giật câu nói sau cùng nói xong mặc dù không có phóng thích sát lục chân ý nhưng đôi mắt băng lãnh như dã thú thấy vân lộc vương tử lạnh cả người hắn tại thời khắc này ngửi thấy khí tức tử vong lại một câu cũng nói không nên lời lộc cộc lộc cộc vinh huy điện giờ khác này không khí một ngà tới cực điểm đại hà quốc bên kia quan viên toàn bộ đại khí cũng không dám phun ra sợ giang giật động thủ thật chém giết phân lộc đến lúc đó thiên huyền quốc quốc chủ khẳng định giận dữ một cái không tốt lại muốn sử dụng bạo lực hạ điền thân thể cũng lại một lần nữa hướng bên cạnh lui lại mấy bước sợ giang giật nổi điên đem hắn cũng làm thiên huyền quốc thần du ám vệ tâm đều nâng lên trong cổ học giang giật ngay tại bên cạnh nhưng bọn hắn quả thực là không dám coi thường vọng động rất sợ một cái không tốt vân lộc liền treo, tô như tuyết hàn tĩnh ngồi ở phía trên, đôi mắt đẹp nhìn qua giang giật như kiếm, bàn thẳng tắp phía sau lưng đều là si mê cùng yêu thương, thân là đại hạ quốc quốc chủ, nàng vậy mà không có nửa điểm ngăn cản giang giật ý tứ. dưới cái nhìn của nàng giang giật liền là thiên, chỉ cần giang giật muốn làm sự tình, nàng đều sẽ không đi can thiệp, sẽ chỉ yên lặng duy trì. a di đà phật, tuổi can tiểu hòa thượng đột nhiên tuyên một tiếng phật hiệu, phá vỡ đại điện bên trong bình tĩnh, giang thí chủ bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Giết người vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề, vạn sự hòa vi quý. Ầm, Giang giật một tay đột nhiên hất lên, trực tiếp đem Vân Lộc ném ra Vinh Uy điện bên ngoài, lạnh lùng bên mặt đối hạ điền bọn người, trầm giọng nói, hôm nay là Như Tuyết đăng cơ thời gian, các ngươi nếu là thành tâm đến chúc mừng chúng ta hoan nghênh, nếu là quấy rối, đừng trách Giang Mỗ không khách khí. Muốn rời đi, liền có thể đi. Hưu Thiên huyền quốc hai tên thần du ám vệ lập tức phi thân ra ngoài muốn đỡ dậy Vân Lộc, nhưng bị hắn một trường đẩy ra, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn qua Giang Giật nói tốt, tốt, tốt. Giang Giật, ba năm về sau bản vương tử thông ra gặp nhau mắt thấy ngươi chết như thế nào, có cơ hội lời nói, bản vương tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Vân Lộc vương tử nổi giận đùng đùng đi, hạ điền cùng bắc Mãng quốc bắc lương quốc hai tên tướng quân lướt nhau, cũng tùy ý vừa chắp tay dẫn người rời đi. Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân cùng Thánh Linh Quốc Hạ tướng quân, cũng lúng túng cùng Giang giật cười cười rời đi. Thanh Long học viện cùng Bách Hoa học viện hai tên phó viện trưởng, trần chờ một lát tuần tự cáo từ, lúc đầu bọn hắn liền là đến xem náo nhiệt, Giang giật cường thế xuất hiện, đã không có náo nhiệt có thể nhìn tự nhiên rời đi. Thế lực đối địch người đi, vinh huy điện nổi khí phân thoáng cái khôi phục nhẹ nhóm, Giang giật mỉm cười hướng tuệ căn tề viện trưởng bọn người chắp tay trực tiếp hướng về sau cung đi đến. Rất nhiều người hồ nghi, Tân Vương đang cơ Giang giật thế mà trực tiếp đi mặc dù nói không ai dám nháo sự, nhưng hắn làm đại hạ quốc nhiếp chính vương như thế trường hợp không ở tại chỗ không tốt a à. tô như tuyết ngược lại là không có gọi là hướng lễ bộ quan viên nhẹ gật đầu kia quan viên lập tức theo đăng cơ lễ tiết bắt đầu tiếp lấy phía dưới nghi thức tế thiên tuần thành tiếp nhận các quốc gia các thế lực chúc phúc loại hình giang giật vội vàng rời đi tự nhiên không phải là bởi vì hắn kiêu căng tự đại hoặc là ghét bỏ đăng cơ đại điển phiền phức mà là bởi vì tới hai vị khách nhân hắn ra lòng đất thần mạch về sau kia lão ma ma một đường cùng hắn giảng giải hôm nay tới khách nhân, có người nào muốn quấy rối thân phận của mỗi người loại hình, sở dĩ hắn mới biết được Vân Lộc là Vân Hạc đệ đệ, giờ phút này thiên huyền quốc nóng nhất phương tử. Đồng thời, lão ma ma còn mang cho hắn một cái thật bất ngờ tin tức, có hai vị khách nhân ngay tại hôm nay lặng yên đã tới Đại Hạ Quốc, giờ phút này ngay tại phiêu trong tuyết cung. Phiêu tuyết cung rất nhanh liền đến, ngoài cung bị quân đội bao bọc vây quanh, nhìn thấy Giang giật nhanh chân đi đến, sở hữu quân sĩ quỳ xuống quát khẽ nói tham kiến nhiếp chính vương đứng lên đi giang giật phất phất tay nhanh chân hướng bên trong đi đến còn chưa đi vào đại môn một kinh hỉ thanh âm liền từ bên trong truyền đến lão đại hưu một cái mập phì viên thịt lăn ra ôm chặt lấy giang giật còn thì thào không ngừng ha ha lão đại ta nhớ đến chết rồi giang giật nhếch miệng cười nhìn qua trước mắt trương này mập phì mặt tròn cảm giác dị thường thân thiết hắn đưa tay vỗ một cái đầu của hắn nói vạn quán a à, người tại sao lại mập tiền vạn quán buông ra giang giật cười ngây ngô không ngừng giang giật ánh mắt nhìn về phía trong cung điện một tên khác tuổi trẻ nam tử cái này nam tử một thân màu đồng cổ làn da xoáy đến bỏ đi hai người liếc nhau đều rũi ra một cái nắm đấm lẫn nhau đánh đối phương ngực một quyền tiếp lấy hai người cười lên ha hả vô song đại ca đã lâu không gặp người thế mà cũng có thể đến để cho ta rất là ngoài ý muốn a à. giang giật nhếch miệng cười cười cùng bên cạnh Giang Tiểu Nô nói ra, Tiểu Nô, đi để cho người ta an bài một chút, chế chút ta cùng vô song đại ca vạn quán hảo hảo quát một trận. Được rồi, thiếu ra, Giang Tiểu Nô xuống dưới an bài thái giám cung nữ chuẩn bị thịt rượu, Tiểu Hồ Ly đứng tại bả vai nàng bên trên nghe đến lại có tiệc ăn, thèm ăn ghê gớm. Như tuyết đăng cơ, đại sự như thế chúng ta há có thể không tới ăn mừng. Chiến vô song cười nhạt một tiếng, quan sát tỉ mỉ Giang giật hai mắt, mặt mũi tràn đầy hí hư nói, Giang giật, người quả nhiên không phải vật trong ao, một năm không thấy, người cũng náo ra lớn như vậy động tính, còn tưởng là nhiếp chính vương, người cùng như tuyết hôn sự cũng mau làm đi. Giang giật sờ lên cái mũi ngượng ngùng cười một tiếng, trầm ngâm chốc lát nói, cái này muốn nhìn như tuyết y tứ, đúng rồi. Vô song đại ca, người cùng vân phỉ công chúa thế nào lần trước ta ngược lại thật ra tại cái này trong vương cung gặp qua vân phỉ một lần, nhưng phía sau ta vội vã hồi trở lại linh thú sơn liền rời đi. Ai, nói đến đây cái, chiến vô song nhan sắc lập tức trầm xuống, tiền vạn quán cũng không ngừng lắc đầu thở dài, chiến vô song trầm ngâm thật lâu, đột nhiên cắn răng nói ra, giang giật, có thể hay không giúp ta một việc. Giang giật sắc mặt chính vạt áo, ngưng trọng nói, vô song đại ca mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Tốt, chiến vô song quát khẽ một tiếng, trên thân đột nhiên sát khí tuôn trào ra, cắn răng nói, mời ngươi giúp ta, cùng một chỗ đem vân lộc cho làm. Trường 327, Vạn Vô Nhất Thất đem Vân Lộc cho làm, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vừa rồi hắn tại Vinh Huy điện bên trong nói muốn làm Vân Lộc, đây chẳng qua là nói một chút mà thôi, trong lòng của hắn không nghĩ tới thật xử lý Vân Lộc. Lớn chiến cương nghỉ, đại hạ quốc thảm tao huyết tẩy, trong quốc gia quân đội chỉ có hơn 10 vạn, cường giả càng là chết hơn phân nửa. Người trong nước tâm hoảng sợ, rất nhiều nơi còn không có an định lại, đạo phỉ hoành hành, giống như một lần nữa đại chiến đại hạ quốc không cần đại quân công kích, chính mình cũng hội sụp đổ mất. Vân Lộc là Vân Hạc đệ đệ, nghe nói là trước mắt có khả năng nhất đăng cơ vương tử, Vân Hạc chết tại giang giật trong tay, nhưng đó là quốc chiến, giết chết ai cũng là bình thường. Giờ phút này Vân Lộc làm thiên huyền quốc đặc sứ, trên danh nghĩa đến chúc mừng tô như tuyết thượng vị, giang giật nếu là đem Vân Lộc xử lý, thiên huyền quốc quốc chủ tuyệt đối giận dữ, nếu là thật cử quốc chi lực đến công, Thủy U Lan ra các thanh vân bọn người khẳng định không có ý tứ lại ra mặt A à yêu hậu cũng không có khả năng lại một lần tham gia nhân loại nội bộ chiến tranh. Sở dĩ giang giật không thể không thận trọng cân nhắc chuyện này, hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi có phải hay không vân phỉ bên kia rất nguy hiểm không xử lý vân lộc, vân phỉ có sinh mệnh nguy hiểm. Ừm, chiến vô song trên mặt gân xanh nổ lên, trầm giọng nói, vân hạc chết rồi, lúc đầu bọn hắn nhất mạch kia uy danh đại giảm, vân phỉ sau khi trở về cũng đã nhận được minh ra, hỏa ra chờ người ta tộc duy trì nhất thời uy danh đại trấn thiên huyền quốc quốc chủ lúc đầu đều muốn định vân phỉ đệ đệ là thái tử nhưng vân lộc chẳng biết tại sao đột nhiên đạt được thiên huyền quốc nhất cường đại nhất tộc vu thần nhất tộc duy trì tình huống thoáng cái nghịch chuyển vân phỉ còn bị giam lỏng giống như một khi vân lộc định vị thái tử dùng tâm tính của hắn vân phỉ hai người hẳn phải chết không nghi ngờ cái này giang giật nhướng mày nghi hoặc hỏi thiên huyền quốc quốc chủ mặc kệ sao vì sao trơ mắt nhìn xem huynh đệ tàn sát mà lại làm một quốc chủ, sẽ không thật sớm định ra thái tử, chẳng lẽ thiên huyền quốc quốc chủ so tô địch vương tính cách còn muốn mềm yếu. Không phải như vậy, tiền vạn quán chen vào nói giải thích thiên huyền quốc tình huống một mực rất phức tạp, bọn hắn kia có thập đại tông tộc, định thái tử sự tình, một mực không phải quốc chủ có thể quyết định. Thường thường là xem vị kia vương tử có thể được đến đại đa số tông tộc duy trì. Phu thần nhất tộc tộc trưởng, lão đại ngươi hẳn là thấy qua. Thiên huyền quốc cái kia kim cương cường giả, sang giật trong đầu hiển hiện một cái tóc bạc lão ẩu dáng vẻ, tại thời khắc này nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ, phu thần nhất tộc đột nhiên duy trì vân lộc, phản đối vân phỉ đệ đệ thượng vị, rất có thể cùng mình có quan hệ. Vân phỉ cùng chiến vô song là tình lữ, chiến vô song cùng hắn là huynh đệ, mà thiên huyền quốc chắc hẳn thời khắc đều muốn giết chết hắn A à cũng nhận định hắn 3 năm về sau hẳn phải chết, cái kia kim cương cường giả bởi vì hắn quan hệ, tự nhiên không nguyện ý duy trì vân phỉ đệ đệ làm thái tử. Hắn lần nữa bắt đầu trầm mặc, sau một hồi lâu mới hỏi, giết vân lộc, vân phỉ đệ đệ thượng vì có bao nhiêu nắm chắc. Sáu thành, chiến vô song khẳng định nói, tiền vạn quán cũng gật đầu nói, vân hạc nhất mạch kia, có thể lấy ra được chỉ có vân hạc cùng vân lộc, vân phỉ là một chi linh thể, đệ đệ của nàng cũng thiên tư chắc tuyệt, nhân phẩm, quyền mưu các phương diện toàn thắng vân lộc. Tốt, Giang giật vỗ bàn một cái quát khẽ, vậy liền làm vân lộc, bất quá muốn làm hắn, nhất định phải có kế hoạch hoàn mỹ, không thể lưu lại nửa điểm chứng cứ. Mà lại không thể chạy mất một người, hắn lần này mang theo bao nhiêu người. Chiến vô song đôi mắt sáng lên, nhếch miệng cười lạnh, hắn mang theo một ngàn người, thần du cường giả ba mươi. Mà ta cùng vạn quán mang theo ba ngàn người, thần du cường giả một trăm người. Cái gì, Giang giật đầy mắt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, các ngươi sao có thể mang nhiều người như vậy ra chẳng lẽ các ngươi gia tộc ủng hộ các ngươi còn có. Đã các ngươi mang nhiều người như vậy, vì sao muốn ta hỗ trợ ta xuất thủ hay không các ngươi đều có thể nhẹ nhõm chém giết vân lộc a ừm chiến vô song gật đầu nói sự tình lần này là phụ thân ta cùng tiền thúc thúc cho phép cái này ba ngàn người cũng là hai nhà chúng ta ẩn tàng thế lực coi như bộc quang hai nhà chúng ta cũng có thể đẩy đến không còn một mảnh tìm ngươi hỗ trợ cũng không phải là muốn ngươi xuất thủ a ngươi là đại hà quốc nhiếp chính vương có thể nhẹ nhõm nắm giữ vân lộc hành tung đại hà quốc thành trì đều bị công phá hai nhà chúng ta nhãn tuyến toàn bộ không có không có người chúng ta làm sao bố cục giết chết phân lộc nguyên lai là dạng này giang giật toàn thân buông lỏng nguyên bản hắn còn chuẩn bị liều mạng thay chiến vô song chém giết phân lộc mang tất cả mọi người nghĩ đến hai người đã sớm có thích đáng kế hoạch chỉ cần muốn hắn hiệp trợ công tác tình báo mà thôi hắn còn có chút buồn bực nhìn qua hai người hỏi chiến thúc thúc cùng tiền thúc thúc làm sao lại ủng hộ các ngươi mạo hiểm phải biết vạn nhất sự tình bại lộ bọn hắn cũng không giữ được các ngươi ai Tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau hai người cũng hơi thở dài, chiến vô song hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua, lúc này mới hạ giọng nói ra, giang giật, chắc hẳn một ít chuyện ngươi cũng đoán được, tỉ như bắt cóc tiểu hồ ly phía sau màn thủ phạm. Quốc chủ hùng tài đại lược, Trấn Tây Vương cũng lập thể muốn làm vạn cổ đệ nhất thần, sở dĩ hai người dã tâm bừng bừng vẫn muốn nhất thống đại lục. Mà, hai nhà chúng ta kỳ thật một mực phản đối, bởi vì chúng ta cũng không cho rằng đây là thời cơ tốt nhất, nhưng quốc chủ cùng Trấn Tây Vương khăng khăng làm, cho nên hai chúng ta ra một mực tải an bài đường lui, vân phỉ đây chính là chúng ta đường lui một trong. a à nha, Giang giật bừng tỉnh đại ngộ, Hạ Đình Uy cùng Giang biệt ly nghĩ nhất thống đại lục, chiến gia cùng tiền ra lại cũng không đẹp mắt bọn hắn, sợ thần võ quốc cuối cùng bị diệt quốc, sở dĩ bắt đầu an bài đường lui. Giống như chiến gia loại này đặc thù gia tộc, tiền gia loại này phú khả địch quốc nhiều bước gia tộc, đi bất luận cái gì chưa hầu nước đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, vân phỉ đệ đệ giống như thượng vị, hai nhà vạn nhất không đường có thể đi đi thiên huyền quốc, rất nhanh liền có thể đứng vững cước. Tốt, Giang giật hạ quyết tâm, trầm giọng nói các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ ở đâu động thủ. Chiến vô song sát khí dày đặc nói ra, thời gian không có gọi là, địa điểm tự nhiên không thể tại đại hạ quốc bên trong, chúng ta cần vân lộc hành tung, một khi hắn ra đại hạ quốc, đi thiên huyền quốc biên giới, lập tức chém giết hắn. Đem hắn mang người toàn bộ đổ sát, ừm, Giang giật thình lình đứng dậy, nhanh chóng đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào nhếch miệng cười nói, các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi, chờ tin tức ta. Hắn ra phiêu tuyết cung, trực tiếp đi vinh huy điện. Bên kia nghi thức đã kết thúc, tô như tuyết đi trong thành quảng trường, tiếp nhận vạn dân triều bái. Giang giật để cho người ta đem lư lão tướng quân gọi tới, trong quân quyền lực lớn nhất chính là cái này tướng quân, cái này lão tướng quân cũng là giang giật tín nhiệm nhất một vị tướng quân. Lư lão tướng quân tới về sau, giang giật tùy ý tìm cái cỡ, để hắn phái người điều tra vân lộc hành tung, lư lão tướng quân cũng không đa tâm coi là giang giật là sợ vân lộc làm loạn rất nhanh đi an bài tin tức rất nhanh báo lên vân lộc thế mà đã ra khỏi thành đi ngoài thành đại doanh giờ phút này đã xuất lĩnh đại quân lên đường hồi trở lại thiên huyền quốc phái người một đường âm thầm nhìn chằm chằm không thể cho bọn hắn phát hiện cách mỗi một canh giờ truyền báo một lần tình huống vân lộc ra đại hà quốc cũng không cần quản hắn việc này ngoại trừ vương thượng bên ngoài bất kỳ người nào đều đừng truyền ra ngoài giang giật biết được tin tức về sau lần nữa cho lư lão tướng quân hạ lệnh, cái sau vội vàng đi an bài, đây chính là giang giật trở thành nhiếp chính vương mệnh lệnh thứ nhất, hắn cũng không dám làm hư. Các loại chờ lão tướng quân sau khi đi, giang giật lúc này mới bước nhanh tiến vào phiêu tuyết cung, cười nói ra, vân lộc hồi trở lại thiên huyền quốc, vừa mới lên đường, các người người có thể động. Đúng rồi, các người muốn xuất động sao giống như xuất động ta và các người cùng đi, có ta ở đây có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Trường 328, U Minh Sâm Lâm, ta khẳng định phải đi. Chiến vô song khẳng định nói, đại sứ như thế sơ sót một cái bộc quang, thần võ quốc cũng chịu không được áp lực, chiến gia cùng tiền gia khẳng định phải xui xẻo, chiến vô song tự nhiên không yên lòng. Hắn nhìn tiền vạn quán cùng giang giật một chút, trịnh trọng nói ra, hai người các ngươi cũng đừng đi đi, mang nhiều người như vậy, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Ha ha, tiền vạn quán nở nụ cười, mắt nhỏ bên trong đều là tinh mang nói, vô song đại ca, Người chỉ huy đại quân khai chiến bản sự có lẽ so với ta mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng luận âm mưu quỷ kế ta khẳng định so với người còn mạnh hơn, ta đi, sự tình cam đoan giúp người an bài thiên y vô phùng A. À. Giang giật phung tay lên, bá đạo nói ra, kia đừng nói nhảm, ba cái đều đi, trời như tuyết sau khi trở về, chúng ta lập tức lên đường, các người an bài trước các người người đi đại hạ quốc cùng thiên huyền quốc biên giới, hành quân muốn ẩn nấp ta, đừng cho đại hạ quốc thám tử phát hiện hắc hắc, tiền vạn quán nhếch miệng cười nói, đại hạ quốc quân đội còn thừa lại mười mấy vạt, trinh sát càng là không có mấy cái, quân đội của chúng ta không đi thành trì, từng nhóm hành tẩu, giả dạng làm lưu phỉ cho dù có người phát hiện cũng không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, Giang giật nhẹ gật đầu, tiền vạn quán cùng chiến vô song liếc nhau, phân biệt lấy ra một khối tương đối cao cấp đưa tin lệnh bài, bắt đầu hạ mệnh lệnh, chỉ thị bọn hắn hướng hai nước biên giới xuất phát. Hạ Vũ Thành cách ly thiên huyền quốc thế nhưng là có bảy 8 ngày lộ trình, Vân Lộc nuông chiều từ bé chắc chắn sẽ không ngày đêm không ngừng đi đường, mọi người có đầy đủ thời gian bố trí. Vương thượng hồi cung, không có qua quá lâu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, rất nhanh lưu công công thanh âm cũng vang lên. Chiến vô song cùng tiền vạn quán lập tức khẩn trương đứng lên, giang giật ngược lại là thản nhiên ngồi, đối với người khác mà nói, đại hạ quốc chủ thượng là cao cao tại thượng quân vương, đối với hắn mà nói, chỉ là nữ nhân yêu mến thôi. Một đám thái giám cùng cung nữ nối đuôi nhau mà vào, Tô Như Tuyết dẫm lên bước liên tục đi đến, chiến vô song cùng tiền vạn quán lập tức không người hành lễ, cung kính nói ra tham kiến như tuyết bệ hạ. Tất cả đi xuống đi, Tô Như Tuyết người mặc đặc chế long bào, vừa hiện ra nhất quốc tri quân uy nghi, lại không mất nữ tử ôn nhu, phối hợp vương miện châm phượng đẹp đến nỗi người không dám nhìn thẳng, cũng có thể gây nên bất luận cái gì nam tử chinh phục dục vọng. Đem nhất quốc tri quân đặt ở dưới thân, sợ là bất luận cái gì nam tử đều sẽ hưng phấn đến phát cuồng A. Đi, các loại chờ cung nữ cùng thái giám lui ra, Giang giật lập tức phất phất tay, cười nói, đều không phải là ngoại nhân, các ngươi cũng đừng chính thức như vậy. Tô như tuyết cũng cười, như trăm hoa đua nở, sáng rõ chiến vô song cùng tiền vạn quán một trận hoa mắt, nàng nhàn nhạt gật đầu nói, chiến vô song, tiền vạn quán các ngươi đều là Giang lang huynh đệ, tại cái này cũng cũng đừng giữ lễ tiết, làm nhà mình tốt. Tiền vạn quán lặng yên ở sau lưng cho Giang giật dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhếch miệng cười nói, như tuyết bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là gọi ngươi tô đạo sư quen thuộc, đương nhiên. Về sau nên gọi đại tẩu, tiền mập mạp, người vẫn là như vậy muốn ăn đòn A. Tô như tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thân thể bay vào cung điện của mình, rất nhanh đổi một thân phổ thông váy xòe ra, Giang giật lúc này mới cùng nàng nói lên muốn làm đi vân lộc sự tình. Giang giật cùng muốn chiến vô song bọn người cùng đi, muốn kịp thời thu được vân lộc tin tức, kia nhất định phải tô như tuyết ở giữa điều hành. Tô Như Tuyết là đại hạ quốc phương thượng, rất nhiều chuyện làm cũng ẩn nấp thuận tiện. Tô Như Tuyết sau khi nghe xong trầm ngâm, chiến vô song cùng tiền vạn quán thì khẩn trương không thôi. Giang giật đồng ý hỗ trợ, không có nghĩa là Tô Như Tuyết đồng ý, dù sao cái này có khả năng liên lụy đại hạ quốc, đại hạ quốc cũng không chịu nổi dày vò. Tốt, vượt quá hai người ngoài ý liệu, Tô Như Tuyết rất khẳng định gật đầu nói, các ngươi chế trúc tựu lên đường đi, sự tình phía sau giao cho ta. Ta cam đoan vân lộc hành tung hội trước tiên hồi báo cho các ngươi, cũng sẽ giúp các người ẩn tàng hành tung. Chiến vô song bọn người đại hỉ, giang giật ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn, tô như tuyết tính cách nhìn kiên cường, kỳ thật ngoài cứng trong mềm, chuyện hắn quyết định, tô như tuyết bình thường sẽ không phản đối, sẽ chỉ toàn lực ủng hộ. Giang giật bọn người tùy ý ăn một chút đồ vật, giang giật Trần an thoáng cái giang tiểu nô tiểu hồ ly, rất nhanh mọi người tự xuất phát. Chiến vô song hai người mang theo ba ngàn đại quân, cường giả cũng là đối phương gấp ba, tăng thêm giang giật sát lục chân ý giết người như giết chó, ba người tự nhiên không có áp lực quá lớn, cũng rất tự tin có thể nhẹ nhõm đem Vân Lộc cùng hắn mang đại quân, toàn bộ nhét vào thiên huyền quốc biên giới bên trên. Ba người là theo trong vương cung lòng đất đi, giang giật có đào một thú, có thể thẳng tắp đi đường còn không mệt, tiền vạn quán thực lực quá thấp, nếu là mang theo hắn đi đường, sợ là muốn sống sống mệt chết. Đại Hạ Quốc cùng Thiên Huyền Quốc cùng ở tại Thiên Tinh Đại Lục phía Nam, Đại Hạ Quốc là Đông Nam, Thiên Huyền Quốc là Tây Nam. Câu như tuyết để cho người ta mở ra lòng đất phòng bảo hộ, Giang Giật khống chế đào một thú trong lòng đất một đường về phía tây, phía nam phóng đi. Oa ca ca, lão đại, người cái này linh thú thực như a, à, tốc độ thật nhanh, trong lòng đất hành tẩu như gió a. À. Tiền vạn quán lần thứ nhất cùng Giang Giật cùng một chỗ kề vai chiến đấu rất là hưng phấn. Hắn thực lực quá thấp, cũng không có tư cách thuần phục quá cao cấp linh thú, cấp thấp lại chướng mắt. Sở Dĩ giờ phút này còn không có linh thú ngồi tại đào một thú phía trên hắn tựa như một cái chưa thấy qua việc đời nhà quê thỉnh thoảng mạc mạc cốt thứ mạc mạc đào một thú bên trên lân giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ tốt tốt phía trước mặt đất đột nhiên truyền đến một cơn chấn động âm thanh giang giật con ngươi lạnh lẽo trong tay hỏa long kiếm trước tiên xuất hiện chiến vô song lại khoát tay nói giang giật chớ khẩn trương là hai nhà chúng ta ám vệ tiền vạn quán đưa tin lệnh bài cũng phát sáng lên nhìn thoáng qua nói không sai là nhà chúng ta người suy suy rất nhanh phía trước mặt đất bị phá ra, hai tên thần du đỉnh phong cường giả chui từ dưới đất lên mà đến, nhìn lướt qua giang giật, lập tức chắp tay bái nói, tham kiến giật thiếu, tham kiến hai vị thiếu gia. Ừm, giang giật gật đầu, nói ra, muốn đuổi mấy ngày đường, nếu không các ngươi cũng phát triển an toàn hoàng trên thân A. Không được, một tên thần du ám vệ chắp tay nói, chúng ta một trước một sau đi, ta tại phía trước mở đường, dạng này có thể an toàn hơn một chút. Không đợi giang giật đáp lời, hai người vừa chắp tay vung vẩy trong tay thiên khí, trong lòng đất hành tẩu, hai người thực lực cường đại, lại có thiên khí trong lòng đất hành tẩu tốc độ rất nhanh, như dẫm trên đất bằng. Đi thôi, giang giật, chiến vô song ra hiệu giang giật không cần phải để ý đến bọn hắn, giang giật nhẹ gật đầu, tiếp tục khống chế đảo một thú đi đường. Ông, nửa ngày về sau, giang giật trong ngực một tấm lệnh bài phát sáng lên, đây là trước khi đi, tôi như tuyết cho hắn đặc thù đưa tin lệnh bài, cách mỗi mấy canh giờ, nàng liền sẽ đưa tin tới, đem Vân Lộc đám người hành tung nói cho Giang Giật. Vân Lộc bọn người hành trình quả nhiên chậm, vừa đi vừa nghỉ, trong đêm thế mà còn muốn vào thành nghỉ ngơi, xem chừng chờ hắn đến hai nước biên giới ít nhất cần 10 ngày, mà Giang Giật bọn người ngày đêm không ngừng đi đường, chỉ cần 5-6 ngày liền có thể đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ ba, Giang Giật thu được tô như tuyết đưa tin về sau, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một phần địa đồ nhìn một chút, đưa tay chỉ một cái địa điểm, trầm giọng nói, Vân Lộc bọn người khẳng định hội theo hạ thủy thành tiến vào thiên huyền quốc. Chúng ta ngay tại thiên huyền quốc phía đông huyền Minh Thành Nam bên cạnh ngàn dặm U Minh Sâm Lâm mai phục bọn hắn, có thể thực hiện. U Minh Sâm Lâm, chiến vô song cùng tiền vạn quán đôi mắt sáng lên, cái sau rất nhanh lên một chút đầu nói, lão đại và ta ý nghĩ không mưu mà hợp A, à, cái này U Minh Sâm Lâm hẳn là lý tưởng nhất địa điểm, chúng ta trước đi qua nhìn xem, giống như xác định vân lộc bọn hắn lần theo U Minh Sâm Lâm đi, là ở chỗ này làm hắn, chương 329, bị phát hiện, U Minh xâm lâm rất lớn, rừng rậm này dòng dã bao trùm thiên huyền quốc một phần mười lãnh thổ, theo huyền Minh Thành Nam một bên, một mực kéo đến đại lục nhất phía Nam. Đây là đại lục tam đại xâm lâm một trong, vẫn là thập đại hiểm địa một trong, nghe đồn xâm lâm chỗ sâu là cấm địa, coi như kim cương cảnh cường giả cũng không dám xâm nhập. Thiên huyền quốc vương thành huyền thiên thành tại phía nam, muốn theo hạ vũ thành trở lại huyền thiên thành, hoặc là xuyên qua u minh xâm lâm, hoặc là chỉ có thể vòng qua xâm lâm, lần theo xâm lâm một lộ nam xuống đương nhiên nếu là vì an toàn có thể theo huyền minh thành về phía tây phương nam tiếp tục đi lại chuyển đi phương nam nhưng như vậy hội lượn quanh đến càng xa giống như vân lộc lần theo u minh xâm lâm đi Giang giật bọn người tự rất tốt an bài có thể nhẹ nhóm ẩn vào u minh xâm lâm bên trong các loại chờ vân lộc đi ngang qua trực tiếp chém giết sau đó lui vào xâm lâm nhẹ nhóm thoát đi đương nhiên hết thảy đều không xác định nói cái gì cũng vô dụng Giang giật bọn người lại vùi đầu đi đường, ngày đêm không ngớt, Giang giật cùng chiến vô song ngược lại là thời gian tốt hơn, một đường tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tiền vạn quán khổ, cái này đào một hành vi man dợ đi rất bình ổn, nhưng luôn luôn có chút lắc lư, mà lại tiền vạn quán quen sống trong nhung lụa rồi, đói bụng chỉ có thể ăn lương khô, mệt nhọc cũng chỉ có thể ôm cốt thứ ngủ, mấy ngày thời gian tiền vạn quán đều gầy mấy cân, không bằng hắn ngược lại là kiên cường, quả thực là không kêu khổ một tiếng. Ngày thứ sáu, mọi người rốt cục đã tới hai nước biên giới, phân lộc bọn người còn tại nửa đường, hai gia tộc người cũng sớm tiềm phục tại phụ cận, tùy thời chuẩn bị khai giết. Chiến vô xong công việc lưu bù lên, phái người đem phụ cận địa hình toàn bộ dò xét một lần, lại phái mấy tên cao minh trinh sát, kín đáo đi tới thiên huyền quốc cương vực bên trong dò xét tình huống, tiền vạn quán cũng không quản, trực tiếp nằm tại trong một cái sơn động nằm ngáy o o. Giang giật đưa tin Ngọc Phù thỉnh thoảng phát sáng lên, vân lộc đám người hành tung bị hắn rõ như lòng bàn tay, cũng suy tính ra hắn tiếp xuống hành quân lộ tuyến, không quá ba người ngoài ý liệu, Vân Lộc quả nhiên là thẳng tắp hướng Huyền Minh Thành chạy tới, sau đó chọn tuyến đường đi hồi trở lại Huyền Thiên Thành. Ba ngày sau đó, Vân Lộc đám người hành trình hết thảy đều tại gian giật đám người trong dự liệu, bọn hắn cũng bắt đầu hướng U Minh xâm lâm tiềm hành mà đi, bắt đầu bố trí. Chém giết Vân Lộc bọn người vấn đề không lớn, liền là đường lui vấn đề, bởi vì Huyền Minh Thành là thiên huyền quốc đông phương trọng thành, bên trong chú đóng mấy chục vạn đại quân, thần du cường giả ít nhất đạt đến ngàn người. U Minh xâm lâm rời đi huyền Minh Thành chỉ có ngàn dặm đường trình, đại quân tốc độ cao nhất hành quân, lớn nửa ngày liền có thể đuổi tới. Ba người lần nữa từ dưới đất đi đường, kia ba ngàn đại quân cũng chia thành tốp nhỏ lặng yên chui vào thiên huyền quốc cương vực. Giang giật mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ người, bất quá có thể phái ra chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, đám người này khẳng định là tinh anh trong tinh anh, hai đại gia tộc cũng sẽ có chu đáo chặt chẽ an bài, tự nhiên không cần lo lắng bọn hắn sẽ bị thiên huyền quốc thám tử phát hiện. Một ngày sau đó, Giang giật ba người đã tới U Minh xâm lâm, đại quân cũng lần lượt đạt tới, chiến vô song bắt đầu an bài bố trí. Giang giật nhìn hắn ung dung không vội, điều hành có cách, không nhịn được âm thầm khâm phục, siêu cấp gia tộc thiếu tộc trưởng quả nhiên bất phàm, mặc dù không có mang binh run dày qua, nhưng quân sự tố dưỡng rất là cao minh, coi như đi trong quân không dựa vào gia tộc, cũng rất nhanh có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tiền vạn quán cũng bận rộn, Giang giật cũng không đi quản bọn họ, một mực báo cáo tình báo, đã cuối cùng một khắc này xuất thủ đổ sát đại quân. Tô Như tuyết truyền đến tình báo, Vân Lộc mang theo đại quân thẳng đến huyền thiên thành mà đến, không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày liền sẽ theo phụ cận đi ngang qua. Chiến vô song đám người đã sắp xếp xong xuôi đường lui, để mười mấy tên thần du cường giả, ở phía dưới đào móc mấy ngàn cái lối đi, đến lúc đó xử lý Vân Lộc người, trực tiếp theo trong thông đạo triệt thoái phía sau đi coi như huyền thiên thành đại quân bằng nhanh nhất thời gian đuổi tới, chờ bọn hắn truy tung đến, khẳng định phải mấy ngày sau, bằng vào chiến ra cùng tiền ra năng lực, mấy ngày sau cái này mấy ngàn người hội biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, Giang giật còn tại ngồi xếp bằng tu luyện, chiến vô song cùng tiền vạn quán trở về, hai người tràn đầy tự tin. Chiến vô song trầm giọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên liền là vân lộc táng thân thời điểm. Ừm, Giang giật nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, chiến vô xong hai người cũng bắt đầu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hậu thiên đại chiến. Ngày thứ ba, Giang giật bọn người dậy thật sớm, hảo hảo ăn một bữa, toàn bộ đều tiềm phục tại ven rừng rậm trong bụi cỏ, yên lặng chờ đợi vân lộc đại quân đến. Báo, mục tiêu rời đi nơi đây còn có trăm dặm, dự tính sau ba canh giờ đến. Báo, mục tiêu rời đi nơi đây còn có ba mươi dặm, dự tính một canh giờ sau đến. Không ngừng có trinh sát truyền báo, Giang giật bốn phía quét qua, tại phố cận chỉ là nhìn thấy ngàn người, cũng không có phát hiện đặc biệt nhiều cường giả, không nhịn được có chút buồn bực hỏi, vô song đại ca, các người người mai phục tại cái nào à đợi lát nữa xác định sẽ không đào tẩu một người. Chiến vô song cười nhạt một cái nói, yên tâm đi, khắp nơi đều mai phục có người, người trước đừng nhúc nhích, thực sự bất đắc dĩ tình huống phía dưới, người lại ra tay. Tốt, Giang giật ngược lại là nhẹ nhóm, phân lộc mang theo thần du cường giả tối đỉnh chỉ có hai người, thần du ngũ trọng cường giả càng là ít đến thương cảm, với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực giống như hai gia tộc người khô bất quá, hắn lại ra tay cũng không muộn. Phanh phanh, một canh giờ sau, phía trước mặt đất truyền đến một trận mặt đất rung động âm thanh, mấy chục con chiến mã lao nhanh mà đến, bất quá tốc độ đều không nhanh, đám người này cũng khẩn trương bốn phía lướt nhìn, hiển nhiên là phía trước trinh sát bộ đội. Bành bành bành, mặt đất đột nhiên từng mảnh từng mảnh nổ tung, mấy chục đạo bóng đen bắn ra, những người này toàn bộ người mặc y phục giả hành, tựa như từng tôn sát thần, đều là thần du cường giả, trong tay cũng đều cầm thiên khí, như từng đạo như u linh theo cái này mấy chục người phía dưới chui ra, trong nháy mắt đem mấy chục tên trinh sát toàn bộ chém giết. Xuy suy trong rừng rậm cũng có vài chục người mặc y phục giả hành võ giả bắn ra, trong tay tất cả đều là diệt thần nỏ, nhẹ nhõm đem mấy tên còn có một nửa sức lực trinh sát bắn thành tổ ong vỏ vẽ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, đối phương trinh sát tôi không kịp đề phòng dưới, không có người nào có thể tại trước khi chết phát ra tín hiệu. Vù vù. Chiến vô song giang giật phía sau rất nhanh xông vào 100 người bắt đầu quét dọn chiến trường, những cái kia theo mặt đất nổ bắn ra mà ra cường giả cũng một lần nữa chui trở về. Chỉ là nửa nén hương thời gian, phía trước mặt đất mấy chục bộ thi thể cùng chiến mã đều biến mất, mặt đất cũng biến thành vuông vức, thậm chí không chung mùi máu tươi đều biến mất, nhìn tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, đem giang giật nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến rồi, sau gần nửa canh giờ, phía đông bắc lại truyền tới mặt đất rung động âm thanh, rất nhanh một mảnh đen nghiệt chiến mã xuất chúng người trong tầm mắt, giang giật mấy người cũng toàn bộ đều khẩn trương lên, ngừng thở, chờ đợi đối phương vào cuộc. Ngừng, đột nhiên, đại quân phía trước một tên thần du cường giả quát khẽ một tiếng, sau đó lập tức quay đầu ngựa lại bạo quát, quay đầu. Có người mai phục, phát tín hiệu thỉnh cầu cứu viện. Thiên huyền quốc đại quân sững sờ, rất nhanh đều kịp phản ứng, toàn bộ quay đầu ngựa lại, mấy cái đạn tín hiệu sông lên trời, ở giữa không trung nổ tung, như một đóa đóa yên hoa chán phóng. Hưu, trong quân hai tên thần du cường giả tối đỉnh cũng gấp nhanh theo trong đại quân bay vọt lên, hai người mang theo hoảng sợ vân lộc bỏ xuống đại quân, bằng nhanh nhất tốc độ hướng huyền minh thành phương hướng phóng đi. Bọn hắn làm sao phát hiện chẳng lẽ có người cũng là một chi linh thể có thể thông qua cây cối cảm ứng chiến vô song bay nhảy thoáng cái đứng lên, vung tay lên, trầm giọng quát lớn nói toàn quân xuất khích, cho ta ngăn lại vân lộc. Hưu hưu hưu, bốn phương tám hướng mặt đất lập tức bay vụt ra vô số võ giả, hướng đại quân vây giết mà đi, Vân Lộc ba người đào tẩu phía trước, cũng sớm mai phục mấy trăm quân đội, liều chết xông ra mặt đất hướng ba người vây giết mà đi. Vân Lộc cùng kia hai tên thần du đỉnh phong giao cho ta. Giang giật cũng đứng lên, trong mắt đằng đằng sát khí, Vân Lộc cũng không thể cho hắn còn sống trở về, nếu không Vân phỉ tựu nguy hiểm, mọi người cũng sẽ không công mà lui. Hắn kéo lên mặt nạ, thân thể sáng lên một đạo bạch quang, vận dụng phệ hồn na di thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 330: Khôi lỗi thạch nhân Giết, chiến vô song bố cục rất không tệ, hắn cũng không có đem người toàn bộ đặt ở một chỗ, phương viên 10 dặm an bài có người, hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới, toàn quân đều xuất động. Hai ngàn người hướng kia một ngàn đại quân vây giết mà đi, còn lại gần một ngàn người, che giả mang mọc hướng Vân Lộc cùng hắn hai cái thần du đỉnh phong ám vệ phóng đi. Vân Lộc phải chết, nếu không mọi người vạn lý bôn tập chỉ có thể không công mà lui, sẽ còn mang đến vô cùng vô tận tai họa. Coi như Vân Lộc không có lấy đến nửa điểm chứng cứ, nhưng khẳng định hội liên tưởng đến Vân Phỉ, nói không chừng sau khi trở về trực tiếp tự động thủ ám sát Vân Phỉ cùng nàng đệ đệ. Sở dĩ cái này hai tên thần du đỉnh phong công kích mặc dù rất là hung tàn, tùy ý một kích liền có thể xé rách hơn 10 tên quân sĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng kéo lấy bọn hắn, chờ bên này cường giả đuổi tới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là các loại chờ, giang giật chạy đến, chỉ cần giang giật sát lục chân ý một lồng che đậy bọn hắn, chiến đấu tự kết thúc. Chết, lão lục, người mang điện hạ đi trước, Vân Lộc bên người hai tên thần du ám vệ hiển nhiên cũng minh bạch, chen chúc mà đến đại quân ý đồ, một người trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra mấy đạo nguyên lực công kích, đem đến gần người chém giết về sau, trên thân sáng lên yêu dị hoàng quang, bốn phía không gian tại thời khắc này cũng chấn động, mặt đất càng là một mảnh rung động, tiếp lấy chuyện thần kỳ phát sinh. Bốn phía mặt đất đất đá thế mà toàn bộ hướng lên trên uổng phí đột tuôn ra mà lên, rất nhanh ngưng tụ ra từng cái cao lớn đất đá người, hướng phía trước tiền ra chiến ra võ giả phóng đi, những này đất đá người mỗi một cái đều có cao một trường trên thân còn hiện ra hoàng quang tốc độ thế mà cũng không chậm có thể đạt tới thần du nhất trọng cường giả tình trạng bang bang tiền gia chiến ra thần du võ giả bắn ra từng đạo nguyên lực công kích nhưng để bọn hắn chấn kinh vạn phần là có thể đơn giản bổ ra núi nhỏ nguyên lực công kích thế mà không phá nổi cái này đất đá người chỉ là để bọn chúng thân thể run lên chỉ có thần du ngũ trọng trở lên võ giả công kích mới có thể tại bùn đất trên thân người lưu lại từng đạo vết rách um, bùn đất người kia nồi đất lớn nắm đấm đối một cái tử phủ cảnh võ giả đầu nện xuống kia võ giả tốc độ phản ứng quá chậm bỗng chốc bị nện đến đầu rơi máu chảy óc đều phát nổ ra trực tiếp tử vong thượng cổ vu thuật khôi lỗi thạch nhân một tên chiến gia cường giả quát khẽ sắc mặt cũng biến thành rất là ngưng trọng hắn khóa chặt nơi xa nhanh chóng thuấn gì mà đến giang giật truyền âm nói giật thiếu giúp chúng ta giết người này nếu không chúng ta người sẽ chết thảm trọng Vân Lộc đã bị một tên khác thần du đỉnh phong ám vệ mang theo nhắm hướng đông bên cạnh chạy như điên, Giang giật vốn muốn đi đuổi giết bọn hắn, nghe được chiến gia cường giả truyền âm, ánh mắt quét qua bên này, trần chờ. Người này thế mà tìm hiểu thượng cổ vu thuật, chỉ là như thế một hồi thời gian, đã ngưng tụ mấy chục cái khôi lỗi thạch nhân, cũng có ba bốn thạch đầu nhân đem hắn vây lại ngoại nhân căn bản không gây thương tổn được. Hắn còn tại không ngừng ngưng tụ thạch đầu nhân, giống như cho hắn một chút thời gian, sợ là có thể ngưng tụ mấy ngàn thạch đầu nhân, chiến gia cùng tiền ra coi như có thể thắng cũng muốn lưu lại hơn phân nửa người tốt người đi kéo lấy vân lộc giang giật cắn răng chỉ có thể trước không đi quản vân lộc phía bắc huyền minh thành phương hướng đã bị phong tỏa vân lộc bị mang theo hướng đông bắc bên cạnh u minh xâm lâm phóng đi ý đồ mượn nhờ xâm lâm thoát đi giang giật tin tưởng chiến vô song cùng tiền vạn quán như thế kín đáo an bài đông bắc bên cạnh xâm lâm khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau sở dĩ cũng rất là yên tâm hưu giang giật thuấn di tốc độ quá nhanh mặc dù chiến trường rời đi hắn có ít bên trong, nhưng hắn liên tục không ngừng thuấn di, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã đã tới cái kia sẽ lên cổ vu thuật cường giả phụ cận. Ông, trên người hắn sát lục chân ý phóng thích, kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, kia thần du cường giả tối đỉnh trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, mềm cả người, di động đều dị thường khó khăn. Phụ cận chiến ra cùng tiền ra võ giả trên thân cũng mềm nhún, rất nhiều người bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, trong con người đều là hoảng sợ, nhìn xem Giang giật ánh mắt tựa như minh giới bên trong ác ma. Giang giật, sát lục chân ý vừa ra, vân lục thủ hạ toàn bộ giật mình tỉnh lại, nơi xa rất nhiều lại thiên huyền quốc cường giả cũng khóa chặt bên này. Một tên tướng quân quát khẽ, Giang giật, người lại dám mai phục chúng ta chúng ta nhất định báo cáo quốc chủ, để các người đại hạ quốc thây nằm trăm vạn. ầm um, Giang giật phụ cận võ giả bị ảnh hưởng, những khôi lối kia thạch nhân lại không bị ảnh hưởng. Rất nhiều khôi lỗi nhân nhẹ nhóm đem chiến ra tiền ra người đập chết, Giang giật xem xét lập tức cuống lên, khóa chặt kia thần du cường giả tối đỉnh phương vị lập tức thuấn di mà đi. Lý do an toàn, hắn một cái chớp mắt rời sau khi ra ngoài, trên thân còn sót lại không nhiều địa hỏa lập tức đổ xuống mà ra, đem tên kia không thể động thần du cường giả tối đỉnh đốt thành hư vô. Phanh phanh, cái này thần du cường giả tối đỉnh chết một lần, những khôi lỗi kia thạch nhân lập tức bạo liệt, hóa thành từng mảnh từng mảnh đất đá, thì pháp người đã chết, không có vô thuật khống chế, những khôi lỗi này người tự nhiên cũng sẽ vỡ vụn. Hô hô, Giang giật thu hồi sát lục chân ý, phụ cận chiến ra tiền ra võ giả lập tức như chút được gánh nặng, mặc dù vừa rồi trong nháy mắt đó bị thạch đầu nhân đập chết mấy chục người, nhưng vẫn là đáng giá. Cái này thần du cường giả tối đỉnh không giết, cho hắn liên tục không ngừng chế tạo khôi lỗi thạch đầu nhân, sợ là cuối cùng tất cả mọi người muốn lưu tại cái này. Giang giật coi thường những cái kia kêu gào âm thanh, ánh mắt lướt qua vân lộc thoát đi phương hướng, nghe được đến bên kia truyền đến tiếng nổ, hiển nhiên chiến vô song ở bên kia hoàn toàn chính xác có bố trí, cũng tạm thời không đi quản vân lộc, thân thể lóe lên lần nữa thuấn di hướng thiên huyền quốc đại quân phóng đi. Các ngươi tránh ra, hắn trầm hống một tiếng, bốn phương tám hướng vây công chiến ra cùng tiền ra cường giả lập tức triệt thoái phía sau lui, hắn lần tiếp theo thuấn di trực tiếp tiến vào thiên huyền quốc trong đại quân, vừa xuất hiện địa hỏa cùng sát khí lập tức tuôn trào ra. Giang giật cũng không cần tận lực đi đánh chết, thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh tại thiên huyền quốc trong đại quân dạo qua một vòng, hắn bên ngoài cơ thể địa hỏa đem từng mảnh từng mảnh võ giả nhanh chóng đốt giết. Cái này địa hỏa cùng sát lục chân ý phối hợp, giết người quá nhanh nhẹn, sớm biết lần trước đại chiến ta tự dùng địa hỏa giết. Giang giật tốc độ không tính quá nhanh cũng không tính quá chậm, chỉ là vài chục lần hô hấp ở giữa ngay tại trong đại quân chuyển một lần, vốn là còn lại không đến 7, 800 người, bị Giang giật chuyển một lần về sau, bị đốt giết 6, 700 người. Còn lại không đến trăm người cũng bị đốt bị thương, rất nhiều trên thân người còn giấy lên hừng hực liệt hỏa, tại Giang giật thu hồi sát lục chân ý thuấn di đi về sau lập tức nguyên địa lăn lộn, kêu rên không ngớt. Tê, tê mặc dù từng nghe nói giang giật cường đại chiến lực, nhưng chiến gia cùng tiền gia võ giả vẫn là toàn bộ hít vào mấy cái hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy thổn thức chi sắc, như thế hung tàn bá đạo thủ pháp giết người, giang giật không hổ đại lục con dân cho hắn địa ngục ác ma xưng hào. Vù vù, giang giật không ngừng hướng đông bắc bên cạnh sâm lâm thuấn gì mà đi, còn lại mấy chục người hai nhà người tự nhiên sẽ chém giết. phân lộc không giết, nội tâm của hắn luôn luôn bất an, hắn đã bại lộ thân phận, cái này nếu là cho vân lộc hoặc là kia thần du cường giả tối đỉnh chạy trốn, sợ là hắn cùng đại hạ quốc cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hắn bôn tàu tốc độ không nhanh, nhưng không ngừng thuấn di, tốc độ cũng rất kinh khủng, mỗi lần thuấn di đều có thể gian lận trượng khoảng cách bên ngoài, còn có thể không ngừng thuấn di, căn bản không sợ thiêu đốt linh hồn, tổng hợp xuống tới tốc độ không thể so với thần du đỉnh phong võ giả tranh lệch quá xa. Rất nhanh hắn thuấn di tiến vào phía đông bắc trong rừng rậm, quét xuống một cái lại sắc mặt dây lát biến trong rừng rậm đều là thi thể, cây cối từng mảnh từng mảnh sụp đổ, đứt gãy, một mảnh hỗn độn, những thi thể này rõ ràng đều là hai nhà cường giả, mà lại hắn ẩn ẩn có thể nghe được phía đông nơi xa không ngừng có võ giả quát lớn âm thanh. Giang giật, nhanh đi hỗ trợ, chiến vô song tại một tên thần du cường giả mang theo hạ đột nhiên xông ra, trên mặt hắn đều là vẻ mặt ngưng trọng, nhanh chóng trầm hống nói, vân lộc thiếp thân ám vệ có thánh khí, sẽ còn một loại thượng cổ vu thuật, cũng chính là vân phỉ lĩnh hội cái chủng loại kia thảo mộc tinh linh chi thuật, có thể khống chế cây cối, vừa rồi liền là hắn phát hiện chúng ta mai phục. Chúng ta người căn bản ngăn không được bọn hắn, chỉ có người có cơ hội lưu bọn hắn lại, nếu không chúng ta đều muốn xong đời. chương 331, Thượng Cổ vu Thuật, Thảo Mộc Tinh Linh Phân Chó, Giang giật thầm mắng một tiếng, cái này Thượng Cổ vu Thuật thật khó dây dưa, lần trước hắn cùng vân phỉ tại quỷ lâm tựu phối hợp giết rất nhiều người. Mặc dù trong rừng quỷ cây cối không phải là khác đừng bình thường, nơi này cây cối nhẹ nhõm có thể chặt đứt nhưng đối phương có thể lợi dụng cây cối nhẹ nhõm ảnh hưởng truy sát tốc độ của địch nhân từ đó nhanh chóng đào tẩu hắn giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch vì sao cái này thiếp thân ám vệ vì sao không mang theo vân lộc hướng huyền minh thành phương hướng phá vây mà là hướng u minh xâm lâm bên trong vào tới có thảo mộc tinh linh vô thuật cái này u minh xâm lâm là tốt nhất lẩn trốn địa điểm vô song các ngươi đem phụ cận người xử lý một chút lập tức rút lui vân lộc giao cho ta giang giật khẽ quát một tiếng thân thể biến mất tại nguyên chỗ, không ngừng thuấn di hướng phía trước đuổi theo. Hai nhà có cường giả đang đuổi kích, đối phương còn mang theo một người tốc độ khẳng định có ảnh hưởng, hắn còn có cơ hội, chỉ cần đuổi kịp hai người, sát lục chân ý bao phủ hai người, bọn hắn liền chạy không có thể trốn. Tốt, chiến vô song nhẹ gật đầu, hai nhà phái bảy tên thần du bát trọng trở lên cường giả truy sát, giống như tăng thêm giang giật còn giết không được vân lộc, cái kia chính là thiên ý, hắn cũng không cách nào, chỉ có thể an bài trước chuyện bên này. Hill hưu, hưu, giang giật lần lượt thuấn di, dòng dã thuấn di mấy chục lần, đều thuấn di đều mấy trăm dặm đường, thế mà còn không có nhìn thấy bóng người. Bất quá một đường vẫn có thể mơ hồ nghe được phía trước quát lớn âm thanh, hai nhà võ giả không ngừng quát lớn, hiển nhiên cũng là tại cho giang giật chỉ phương hướng. Giang giật lại thuấn di vài chục lần, bắt đầu nhìn thấy một chút nhị gia yêu thú, hắn một đường lần theo thanh âm đuổi theo, đều đuổi đến đầu óc choáng váng, cũng không biết hướng phương hướng nào truy sát. Bất quá hiển nhiên đã tại ở gần U Minh Sâm Lâm chỗ sâu, U Minh Sâm Lâm làm đại lục thập đại hiểm địa một trong, đại lục tam đại Sâm Lâm một trong, chỗ sâu khẳng định có tam giai yêu thú, thậm chí tứ giai yêu vương đều có, vạn nhất mọi người gặp được tứ giai yêu vương kia đều muốn xong đời, coi như giang giật có phệ hồn na di thuật cũng muốn trốn không thoát. Phanh phanh phanh, lại đổi mấy trăm dặm đường, giang giật rốt cục có thể tinh tường nghe được phía trước công kích tiếng nổ, hai nhà cường giả bạo tiếng giống cũng càng vang lên. Giang giật dùng hắc sắc nguyên lực tăng cường thị lực, cũng mơ hồ có thể xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp nhìn thấy phía trước từng đạo lóe sáng nguyên lực công kích. Hô hô, Giang giật thở dài một hơi, lập tức liền có thể đuổi kịp Vân Lộc, chỉ cần cho hắn tới gần, chiến đấu tự kết thúc. Thuấn Di nhiều lần như vậy hắn cũng cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt, đoán chừng là linh hồn chi lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, giờ phút này rốt cục muốn giải thoát rồi, nội tâm của hắn rất là mừng rỡ. Vù vù, rất nhanh, lần nữa Thuấn Di bảy tám lần, hắn rốt cuộc đuổi kịp hai nhà cường giả, cũng đem dán tại phía sau bốn tên thần du bát trọng cường giả giật này mình. Giật thiếu quá tốt rồi, người rốt cuộc chạy tới. Nhanh, Vân Lộc ngay tại phía trước, nhanh lên, giật thiếu, phía trước liền là U Minh xâm lâm cấm địa, trốn cấm địa này tiến vào sau chưa từng người ra qua, mà lại phụ cận cũng có thể là xuất hiện yêu vương, vừa rồi chúng ta đều tao ngộ tam giai đỉnh phong yêu thú. Đúng, giật thiếu, toàn bộ nhờ ngươi, đối phương có thượng cổ vu thuật chúng ta căn bản đuổi không kịp. Bốn người thấy rõ ràng là Giang giật sau toàn bộ đại hỷ, nhao nhao kêu to lên, Giang giật sắc mặt trầm xuống, hắn trước kia liền nghe nói qua cái này thập đại tuyệt địa một trong u minh xâm lâm bên trong có cấm địa, không nghĩ tới lại là thật. Lập tức hắn không dám dừng lại, mặc dù tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể cố nén tiếp tục hướng phía trước tuấn di mà đi, kia bốn tên thần du bát trọng võ giả cũng cắn răng lao nhanh. Phanh phanh, chiến đấu phía trước rất là kịch liệt, ba tên thần du cường giả tối đỉnh chia ba phương hướng, không ngừng hướng phía trước vân lộc cùng mang theo hắn lục lão công kích. Cái này lục lão là thiên huyền quốc vương thất cung phụng một trong, lần này thiên huyền quốc quốc chủ cố ý phái hắn đến bảo hộ vân lộc, hiển nhiên rất là coi trọng vân lộc, giống như không phải lục lão, vân lộc đã sớm chết trăm ngàn lần. Lục lão rất già, nhìn cùng ra các thanh vân đồng dạng, trên mặt đều là khô thụ da nếp uốn, nhưng hắn thực lực rất cường đại, nhất là là có được thảo mục tinh linh vu thuật, có thể nhẹ nhõm khống chế phía sau đại thụ, hướng hai nhà ba tên thần du đỉnh phong di động mà đi, trên mặt đất cũng thỉnh thoảng toát ra dây leo, cuốn lấy ba người, ngăn cản bốn người truy kích. Bên này không ngừng bắn ra nguyên lực, thúc đẩy lục lão không ngừng tránh né, lục lão thì không ngừng phóng thích vô thuật quấy nhiễu ba người tiến lên. Sở dĩ song phương đều rằng co xuống tới, lục lão từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi truy binh, bên này người cũng từ đầu đến cuối đuổi không kịp lục lão. Đương nhiên, Giang giật đuổi theo tới, tình thế lập tức bắt đầu nghịch chuyển. Giật thiếu, một tên thần du cường giả tối đỉnh, vừa mới đem trên mặt đất xuất hiện dây leo chém vỡ, nhìn thấy phía trước một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bản năng giật mình, lập tức cuồng hỉ. Giật thiếu đến rồi, hai bên trái phải thần du cường giả tối đỉnh cũng đại hỉ, lập tức bắn ra hai đạo nguyên lực công kích, một đạo chỉ phong cùng một đạo đao mang như thiểm điện phá không mà đi, hướng xa xa lục lão vào tới. Vân Lộc, Giang giật không để ý đến hai nhà cường giả, ánh mắt khóa chặt hơn một ngàn trượng bên ngoài lục lão cùng Vân Lộc, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng hàn ý cười lạnh các ngươi còn có thể trốn ông trên người hắn sáng lên bạch quang lại một lần nữa thuấn di giang giật giang giật lục lão cùng vân lộc nghe được giang giật tiếng giống tìm mắt tới vừa vặn nhìn thấy giang giật biến mất tại nguyên chỗ sắc mặt hai người dây lát biến vân lộc càng là đầy mắt hoảng sợ giang giật sát lục chân ý cùng vệ hồn na di thuật thiên hạ nổi danh một khi bị sát lục chân ý bao phủ lục lão cùng hắn tuyệt đối trốn không thoát giang giật ngươi dám giết ta, coi như yêu hậu cũng không giữ được ngươi, nước ta đại quân cũng sẽ đem hạ vũ thành san thành bình địa. Vân lộc cuồng loạn điên cuồng hét lên, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, thân thể đột nhiên bị lục lão hướng nơi xa cuồng ném mà đi. Lục lão truyền âm cũng lập tức đến, điện hạ, lập tức hướng cấm địa phóng đi. Chốn cấm địa này là thiên huyền quốc một vị vân gia tiên tổ bố trí. trong thân thể ngươi chảy vân gia huyết, ngươi tiến vào cấm địa còn có một chút hy vọng sống, còn có thể đạt được tiên tổ truyền thừa. đi mau vân lộc lập tức tỉnh mộ lại cũng minh bạch vì sao lục lão hội một mực mang theo hắn hướng bên này trốn nguyên nhân hiển nhiên cũng là đã sớm dự định tốt hắn thực lực miễn cưỡng chịu đựng tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo tăng lên tới thần du nhất trọng tại người con sau khi hạ xuống lập tức hướng phía trước chạy như điên chết muốn đối phó vô thần con dân người đều muốn chết lục lão truyền âm về sau lập tức điên cuồng hét lên trên thân lục quang lấp lánh cả người đều bị lục quang bao phủ đi vào đâm vào mọi người con mắt đều không mở ra được một cỗ vô cùng cường đại khí tức cũng từ trên người hắn phóng xuất ra, để vừa mới thuấn di tới giang giật, còn có đằng sau băng băng mà tới ba tên thần du đỉnh phong nội tâm run lên. Giật thiếu, mau lui lại, đây là một loại rất khủng bố thượng cổ vu thuật, người này muốn thiêu đốt chính mình vô lực, muốn kéo lấy chúng ta cùng chết. Một tên thần du cường giả tối đỉnh thân hình dừng lại, nhìn lướt qua hoảng sợ kêu to lên. Nhưng hắn phản ứng đã muộn. Bởi vì bốn phương tám hướng cây cối nhánh cây tại cái này lục quang chiếu dọi phía dưới điên cuồng sinh trưởng toàn bộ như thiểm điện hướng bên này lan tràn mà đến, mà lại những cái kia trên nhánh cây cũng lục quang lấp lánh, như một đầu cự mãng hướng ba người cùng giang giật cuốn tới. Cùng một thời gian, trên đất cỏ dại cũng điên cuồng sinh trưởng, còn có vô số bốc lên lục quang dây leo dễ cây phá đất mà lên, chỉ là trong chốc lát liền đem phụ cận không gian bao vây, hình thành một cái lồng giam, mà lại cái này lồng giam còn tại nhanh chóng thu nhỏ. Chương 332, Vu thần cấm địa. Hừ, Giang Giật không có lập tức rút lui, dùng cây cối thảo dây leo khốn người có thể vây được người khác, lại khốn không được hắn. Tùy ý một cái thuấn di liền có thể rời đi, trên người hắn nhanh chóng thả ra sát lục chân ý, nghĩ áp chế lục lão, để lục lão ngừng phóng thích vô thuật. Nào biết sát lục chân ý vừa ra, trên người đối phương vẫn như cũ lục quang lấp lánh, căn bản không có nửa điểm bị áp chế cảm giác, ngược lại là phía sau hắn ba người nhận lấy ảnh hưởng, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng ba người cũng cảm giác rất là kiềm chế. Một người quát khẽ, giật thiếu, đối phương thiêu đốt phu lực cùng linh hồn, người sát lục chân ý căn bản không ảnh hưởng được hắn. Giật thiếu, người nhanh nghĩ biện pháp đào tẩu, đừng quản chúng ta. Phanh phanh, hai người khác dùng thiên khí đột nhiên đối bốn phía cây cối chém tới, nhưng để mọi người kinh ngạc là, thần du đỉnh phong tăng thêm thiên khí, như thế cường đại công kích, thế mà chỉ có thể chặt đứt một hai nhánh cây thảo dây leo. Cây này cây cỏ dây leo hiển nhiên đều biến dị, cứng rắn đáng sợ. Mà lại bốn phía vào tới nhánh cây thảo dây leo rất rất nhiều, bọn hắn chém vào tốc độ rõ ràng theo không kịp. Không được, nơi này cỏ xanh có độc, một người đột nhiên kêu to lên, hắn hai cái đùi bị một chút cỏ xanh cuốn lấy, mặc dù hắn trước tiên đem cỏ xanh cho cắt đứt, nhưng trên đùi quần toàn bộ đã bị hủ thực, hai cái đùi cũng máu me đầm đìa. Cái này thượng cổ vô thuật thật là lợi hại, Giang giật âm thầm kinh hãi, lập tức thả ra địa hỏa tránh cho thân thể bị ăn mòn, hắn nhanh chóng hướng kia lục lão phóng đi, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên đối hắn đánh xuống. Suy suy, lục lão thân thể trước vô số dây leo nhánh cây cỏ dại dâng lên tạo thành một mặt cây tường chặn hỏa long kiếm công kích hỏa long kiếm như thế cường đại công kích cũng vẻn vẹn đem cây kia tường cho bổ ra một nửa mà thôi hưu giang giật phát hiện địa hỏa so hỏa long kiếm càng dùng tốt hơn khống chế địa hỏa không ngừng toát ra hướng phía trước phóng đi địa hỏa đụng chạm lấy những cái kia lóng lánh lục quang nhánh cây thảo dây leo nhanh chóng đốt cháy nhưng tốc độ cũng rất chậm còn kém rất rất xa nhánh cây thảo dây leo diên tốc độ a à phía sau ba tên thần du cường giả tối đỉnh hiển nhiên đã trúng chiêu, lồng giam không ngừng thu nhỏ, không ngừng có cỏ xanh nhánh cây dây leo quấn quanh mà đến, ba người cho dù có là ba đầu sáu tay chắc hẳn cũng không tránh được, thân thể không ngừng bị ăn mòn, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ biến thành ba bộ hài cốt. Liều mạng, giam giật cắn Giang lấy ra một viên hỏa linh thạch, hướng phía trước đột nhiên ném đi, không chém giết người này, sợ là rất khó phá vỡ lồng giam, phân lộc tốc độ mặc dù chậm, nhưng nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, sợ là sẽ phải cho hắn chạy trốn. Hỏa linh thạch chỉ có 8 cái, là dùng một viên thiếu một mai, cũng là giang giật nhất cường đại át chủ bài một trong, giờ phút này tình huống như thế đặc thù, hắn chỉ có thể tiêu hao một viên. Hỏa linh thạch nhiệt độ so địa hỏa cường đại quá nhiều, liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế, còn có thánh khí đều có thể đốt mặc. Những này cây cối thảo dây leo mặc dù tại thần kỳ vu thuật phía dưới trở nên dị thường cứng rắn, nhưng ở hỏa linh thạch phía dưới vẫn là không chịu nổi một kích, hỏa linh thạch bay qua chỗ, phụ cận nhánh cây thảo dây leo toàn bộ bị thiêu hủy, nhẹ nhõm đốt ra một cái hang lớn. A, à, Giang giật khoảng cách lục lão chỉ có mấy chục trượng khoảng cách, điểm ấy khoảng cách hỏa linh thạch thoáng cái đã đến, kia lục lão trước người mặc dù có vô số dây leo, nhánh cây ngăn cản, cuối cùng cũng bị hỏa linh thạch cho nhẹ nhõm đốt diệt. Trên người hắn cổ thần nguyên giới cũng bạo liệt, để Giang giật rất là thịt đau không thôi, chiến vô song thế nhưng là nói, trên người hắn có một thanh thánh khí A. À. Suy suy, lục lão chết rồi, không còn sót lại một chút cặn, nhưng là phụ cận nhánh cây cỏ xanh dây leo vẫn là đang điên cuồng hướng giang giật vào tới, mà lại vẫn như cụ cứng rắn đáng sợ. a à, giật thiếu, đừng quản chúng ta, nhanh chóng truy vân lộc. Giang giật đang chuẩn bị quay người nghĩ cách cứu viện kia ba tên thần du cường giả tối đỉnh, người phía sau tựa hồ cảm nhận được, một người lập tức giống to. Giang giật con người lấp lóe cắn răng tiếp tục khống chế địa hỏa hướng ra phía ngoài phóng đi, hắn không biết phụ cận cái này lồng giam lớn bao nhiêu, không dám mạo hiểm vậy mà phóng thích vệ hồn na di thuật vạn nhất một cái chớp mắt rời lập tức bị cỏ xanh dây leo cuốn lấy đem hắn thân thể cho ăn mòn tựu may mắn giang giật cẩn thận hắn dòng giã dùng địa hỏa đốt mặc vào hơn một ngàn trượng khoảng cách mới đi ra khỏi cái này lồng giam hắn quay đầu nhìn qua sau lưng như một cái cự đại tổ chim lồng giam âm thầm tâm giật mình không biết phía sau bốn tên thần du bát trọng võ giả là không may mắn không có bị bao khỏa đi vào cái này ba tên thần du cường giả tối đỉnh sợ là hữu tử vô sinh Vân Lộc, Giang Giật trong con người hàn quang lóe lên, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu liều mạng hướng phía trước Tuấn Di mà đi, thời gian trôi qua lâu như vậy, còn không đuổi theo giết, sợ là rất khó tìm đến Vân Lộc, giống như cho Vân Lộc chạy, hai nhà chết nhiều người như vậy tự chết vô ích. Tinh thần của hắn đã phi thường mệt mỏi, liên tục không ngừng Thuấn Di, tiêu hao quá nhiều linh hồn chi lực, hắn mí mắt rất là trầm trọng, tựa như liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ người. Nhưng giờ này khác này hắn chỉ có thể liều mạng, tiếp tục Thuấn Di truy sát Vân Lộc. Ngao ngao, một đường thuấn di không ngừng tao ngộ yêu thú, thậm chí còn gặp được một cái rất là cường đại tam giai cao cấp yêu thú, động tĩnh bên này quá lớn, kinh động đến phụ cận yêu thú. Giang giật không dám cùng yêu thú dây dưa, lợi dụng sát lục chân ý chấn áp yêu thú, tiếp tục thuấn di. Nhưng mà, hắn dòng dã thuấn di hơn 10 lần, đã vượt ngang hơn một vạn trượng khoảng cách, vẫn không có phát hiện vân lộc, vân lộc tốc độ cũng không nhanh, theo lý thuyết sớm hẳn là đuổi kịp. Chẳng lẽ vân lộc bị yêu thú giết? giang giật trầm ngâm một lát rất nhanh lại lắc đầu phân lộc làm vương tử trên thân khẳng định lại có một chút bảo vật tao ngộ yêu thú không nói chém giết chỉ ít lại có chiến đấu vết tích a à nhưng một đường thuấn di tới giang giật không có phát hiện bất cứ dấu vết gì chẳng lẽ phương hướng sai giang giật vuốt vuốt mặt cưỡng ép chấn tác tinh thần hắn không biết hướng bên nào đuổi cuối cùng tùy ý định một cái phương hướng cược vận khí lần này giang giật vận khí rất không tệ chỉ là mấy lần thuấn di về sau hắn phát hiện một chút vết tích Cận có chiến đấu qua vết tích hắn lập tức tinh thần chấn động cũng không thuấn di triệu hồi ra đại hoàng lần theo vết tích đuổi theo hắn quá mệt mỏi tiếp tục thuấn di xuống dưới sợ là sẽ phải ngất đi đại hoàng trên mặt đất tốc độ có ảnh hưởng nhưng làm sao đều so thần du nhất trọng vân lộc nhanh vân lộc đã cùng yêu thú chiến đấu qua coi như không chết cũng sẽ thuộc tổn thương một đường đuổi tiếp khẳng định không sai nơi này là thâm sơn rừng hoang cỏ dại tươi tốt giang giật thị lực kinh khủng một đường đều có thể phát hiện hành tẩu qua vết tích đuổi sau đó không lâu cũng phát hiện một cái nhị giai đỉnh phong yêu thú thi thể trên mặt đất còn có nhân loại vết máu cái này khiến hắn mệt mỏi tinh thần lập tức phấn chấn bò o à, bò o à, đại hoàng cấp tốc bão táp trên đường tao ngộ có yêu thú giang giật trực tiếp phóng thích sát lục chân ý dùng hỏa long kiếm chém giết sau tiếp tục tiến lên ha 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 một nén nhang về sau giang giật nghe được phía trước ẩn ẩn có chút rất nhỏ tiếng bước chân xuyên thấu qua rậm rạp thùng lâm hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh ngay tại đoạn mệnh lao nhanh hắn cười một tiếng dài hét lớn vân lộc ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu kể bên này yêu thú nhiều như vậy cùng hắn chết tại yêu thú trong nghiệp, không bằng ta đưa ngươi đoạn đường giang giật nơi xa vân lộc thân thể cứng đờ rất nhanh quay đầu nhe răng cười quát to ngươi có gan tiếp tục đuổi đến xem cuối cùng ai chết đại hoàng truy vân lộc uy hiếp giang giật nửa điểm không thèm để ý khống chế đại hoàng cấp tốc lao nhanh không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương a à, đuổi một hồi phía trước thế mà xuất hiện một chút xương trắng, Giang Giật bắt đầu còn không có để ý, chậm rãi xương trắng càng ngày càng đậm, nhưng tầm nhìn chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, bốn phía cũng thay đổi thành đất bằng, không có một gốc cây cối, dưới mặt đất cũng biến thành trụi lùi, hắn mới thức tỉnh tới. phía trước Vân Lộc mặc dù càng ngày càng gần, nhưng bởi vì xương trắng quá nồng, thấy như ẩn như hiện. Đại Hoàng trở về, Giang Giật cảm giác có chút không đúng, thu hồi Đại Hoàng, lại một lần nữa thuấn di, lần này hắn trực tiếp đã tới Vân Lộc sau lưng trăm trượng tại hắn đang chuẩn bị phóng thích sát lục chân ý diệt sát vân lộc lúc vân lộc lại đột nhiên quay đầu mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nói ra giang giật người có biết nơi này là địa phương nào ha 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 ngươi lại dám đi theo ta tiến vào Vu thần cấm địa trên trời dưới đất tựu liền yêu hậu đều cứu không được ngươi chương 333, giang giật bi kịch Vu thần cấm địa giang giật đôi mắt co rụt lại vừa rồi tiền gia thần du cường giả cũng đã nói cái này u minh xâm lâm bên trong cấm địa hoàn toàn chính xác tồn tại không nghĩ tới hắn cũng bất chi bất giác cùng theo vào. Không bằng hắn ngược lại là cũng không có quá e ngại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước, hỏa long kiếm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước bổ tới. Xuy suy hai đầu hỏa long gào thét mà đi, để giang giật khiếp sợ là, phía trước vân lộc thế mà biến mất tại nguyên chỗ, hai đầu hỏa long rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong sương mù khói trắng, không có đụng chạm bất kỳ vật gì. Hưu, hắn thả ra sát lục chân ý, một đường hướng phía trước chạy đi, tại đến vân lộc chỗ địa phương lúc, hắn rốt cuộc biết Vân Lộc tại sao lại đột nhiên biến mất, bởi vì phía trước lại là một cái vách đá vạn trưởng, Vân Lộc hiển nhiên nhảy xuống. Suy suy, hắn đột nhiên hướng vách núi phía dưới lần nữa bổ ra hai đầu hỏa long, lần này hỏa long đồng dạng không có đụng phải bất kỳ trở ngại nào vật, phía dưới thật là vực sâu vạn trượng. Sâu như vậy uyên, xương trắng tràn ngập, sâu không thấy đáy, Giang Giật tự nhiên không dám mạo hiểm vậy mà xuống dưới, hắn cũng kết luận Vân Lộc chúc thực lực ấy rơi xuống, tuyệt đối hữu tử vô sinh đương nhiên cẩn thận lý do, hắn vẫn là tại phụ cận dạo qua một vòng, xác định không có phát hiện Vân Lộc về sau, thân thể mới hướng đường cũ thối lui. Hắn vào xương trắng bao phủ địa phương, chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, hắn căn bản không tin tưởng, cái này vô thần cấm địa hội đi ra không được. Hắn không dám dùng vệ hồn na di thuật, sợ một cái không tốt rất xuống vực sâu vạn trượng, chỉ có thể đi bộ hướng đường cũ trở về, bốn phía đều là xương trắng, không có cây cối, căn bản phân biệt không được phương hướng, Giang giật chỉ có thể một đường thẳng hướng phía trước đi đến. a à, đi nửa nén hương thời gian, Giang giật đột nhiên kinh hô một tiếng, con mắt trợn to, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bởi vì phía trước xuất hiện một cái vách núi, vách núi phía dưới xương trắng lăn lộn sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi. Làm sao có thể, Giang giật chừng mắt nhìn, còn xuất ra hỏa long kiếm lại bắn ra hai đầu hỏa long, xác định đây là vách núi về sau, mới sắc mặt nghiêm túc, cảm giác sự tình có chút lớn rồi hắn rõ ràng thẳng tắp tiến lên hắn là theo bên kia tới bên kia căn bản không có vách núi hắn giờ phút này nhưng lại đi tới bên vách núi kia chỉ có một lời giải thích nơi này có huyễn cảnh giang giật rất nhanh lại chạy như điên bôn tẩu dòng giã nửa canh giờ cuối cùng xác định điểm này nơi này thật có một cái siêu cấp cường đại huyễn cảnh vô luận theo phương hướng nào đi cuối cùng đều sẽ đi đến cái này bên vách núi đại hoàng giang giật cũng không có tuyệt vọng trong tay linh thú phủ sáng lên một cái to lớn cự thú xuất hiện hắn thân thể bay vọt mà lên quát khẽ đại hoàng chui xuống dưới đất kết quả rất bi kịch đào một đầu thú bên trên sáu cái sừng thú sáng lên hoàng quang kết quả mặt đất tựa như vạn năm huyền thiết cái này hoàng quang có thể làm cho hết thảy bùn thạch hóa thành bột mịn nhưng đào một thú quả thực là không phá nổi đất này mặt ta còn không tin giang giật thu nhập đại hoàng lấy ra hỏa long kiếm đột nhiên hướng mặt đất đánh xuống kết quả tóe lên một chỗ hỏa hoa tay của hắn bị phản lực chấn động đến tê dại đất này mặt sáng lên một trận nhu hỏa bạch quang, rõ ràng có cấm chế. Hỏa linh thạch, Giang giật cắn răng một cái, lần nữa lấy ra một viên hỏa linh thạch, lần này hữu hiệu, mặt đất bạch quang lấp lánh, hỏa linh thạch nhanh chóng bắt đầu đốt cháy mặt đất, rất nhanh đốt ra một cái hai trượng sâu hố nhỏ. Vấn đề là, cái này hố nhỏ có thể làm gì phụ cận mặt đất đồng dạng cứng rắn nhưng so sánh thánh khí, căn bản bổ không ra. Hỏa linh thạch còn có 6 cái, Giang giật không dám dùng linh tinh, hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định dùng sau cùng tuyệt chiêu phệ hồn na di thuật. Cái này thần thông rất bá đạo, giờ phút này dùng cũng rất nguy hiểm, nhưng giang giật hoàn toàn không cách nào, trên người hắn sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang, khóa chặt cùng vách núi trái ngược một cái phương hướng thuấn di mà đi. a à, kết quả hắn bi kịch, chờ hắn thân thể ngưng hiện thời điểm, hắn phát hiện chính mình lại giữa không chung, phía dưới liền là vực sâu vạn trượt, trên người hắn chính nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, hắn thế mà. Thuấn di đến phía trên vực sâu, xong, cảm nhận được hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh giang giật nghe đạo một tia khí thức tử vong cao như vậy vách núi đập xuống không phải thịt nát xương tan a à. hắn thân thể giữa không trung bởi vì nhanh chóng hạ xuống căn bản không khống chế được thân thể não hải cũng loạn thành một đoàn nha căn bản không thể phóng thích vệ hồn na di thuật mà lại giờ khắc này ở trong khi rơi hắn coi như thuấn di có thể thuấn di đi cái nào oanh chậm rãi hắn não hải nhân là cao tốc hạ xuống đưa tới khí áp trở nên mê man cuối cùng trực tiếp ngất đi. Thân thể của hắn vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hạ xuống, phía dưới nồng đậm xương trắng lăn lộn không ngớt, không nhìn thấy đáy, tựa hồ cái này vách núi phía dưới, liền là cửu U Minh giới. Giang giật truy sát Vân Lộc, tiến vào U Minh xâm lâm bên trong vô thần cấm địa, chiến vô song cùng tiền vạn quán căn bản không biết. Bọn hắn ngược lại là rất nhanh chỉ huy đại quân đem còn sót lại quân đội chém giết hoàn tất, không có thả đi một người, hơn nữa còn nhanh chóng quét dọn chiến trường xác định không có để lại một tia chứng cứ về sau, theo trong động đất rút đi. Hai nhà đi bảy tên đỉnh cấp cường giả truy sát Vân Lộc cùng Lục Lão, Giang Giật còn đi theo, giống như bọn hắn đều giết không được Vân Lộc, đây chính là thiên ý. Bọn hắn rút đi rất nhanh, chiến vô song để tiền vạn quán đi theo đại quân hướng Đại Hạ Quốc rút lui mà đi, chính mình mang theo mấy tên thần du cường giả, hướng xâm lâm chỗ sâu đuổi theo. Huyền Minh Thành đại quân lúc nào cũng có thể sẽ đến, hắn chế rút đi rất có thể hội vĩnh viễn lưu tại U Minh xâm lâm, nhưng hắn vẫn là cố chấp muốn đi, giang giật không trở lại, hắn luôn luôn không hiểu bất an. Huyền Minh thành đại quân chỉ là tại sau ba canh giờ tự chạy tới, nhưng bọn hắn ngoại trừ nhìn thấy bừa bộn chiến trường bên ngoài, tự liền một cỗ hoàn chỉnh thi thể cũng không thấy. Chiến vô song trước khi đi đem tất cả thi thể đều tụ tập, tập trung đốt cháy, dạng này liền có thể làm cho đối phương phán đoán không được là ai ra tay, cũng không thể tìm tới nửa điểm chứng cứ. Chiến vô song an bài rất đúng chỗ, Huyền Minh Thành Vân trẻ con tướng quân phái đại quân tại phụ cận tìm tòi một phen, ngoại chưa tìm tới một chút địa động bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn nhất thời cũng không thể kết luận là ai ra tay, dù sao trong nước hai đại vương tử ở giữa đấu khoan khoái, nếu là Vân phỉ đệ đệ phái người động thủ, hắn cũng không dám quá nhiều can thiệp. Hắn chỉ có điều động đại quân bốn phía điều tra, mặt khác khẩn cấp đưa tin cho thiên huyền quốc quốc chủ, báo cáo tình huống bên này. Còn đưa tin trở về, cho phụ cận vô số trinh sát hạ lệnh, điều tra phương viên vạn lý hết thảy manh mối, tra tìm thủ phạm. Tin tức truyền về huyền thiên thành, nâng thành chấn động, vân lộc thế nhưng là đạt được vô thần nhất tộc duy trì, rất nhiều nguyên bản không ủng hộ gia tộc của hắn đều đổi thành duy trì hắn, huyền thiên thành nội đều nội định hắn là tương lai thái tử, thế mà bị đại quân mai phục vây giết, chết đi khả năng còn đạt tới tám thành. Thiên huyền quốc quốc chủ lập tức giận dữ, trực tiếp đem vân phỉ đệ đệ giam lòng, cũng hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tìm tới vân lộc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cũng tra ra phía sau màn thủ phạm, mà kệ là ai, chỉ cần điều tra ra đều muốn hắn chết. Vô số đưa tin mật trận phát sáng lên, vô số nhà tộc trinh sát bắt đầu chuyển động, thậm chí bao gồm năm nước cùng Thanh Long Hoàng Triều ẩn núp trinh sát đều động. Mục đích chỉ có một cái, tra tìm manh mối, tra tìm phía sau màn thủ phạm. Vân Lộc mang theo một ngàn người, còn có hai tên hiểu được thượng cổ vu thuật cung phụng, người bình thường tuyệt đối không giết được hắn. Tin tức cũng rất nhanh truyền khắp thiên huyền quốc, tiếp lấy truyền khắp đại lục, đại lục một mảnh xôn xao, vô số người ẩn ẩn lo lắng, lần này Vân Lộc sự tình, có thể hay không gây nên lại cùng nhau đại chiến. chương 334, còn sống trở về, vù vù, u minh xâm lâm chỗ sâu, tám chín đạo nhân ảnh mà đến, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, áo bảo cùng đầu tóc rối bởi không kháng, áo bảo rất nhiều địa phương đều bị vạch phá. Thiếu tộc trưởng, bên này có vết tích, một người đột nhiên quát khẽ, mọi người lập tức chuyển hướng. Ánh mắt tại phía trước mặt đất đảo qua, quả nhiên có thể tin tưởng nhân loại cùng yêu thú chiến đấu qua vết tích, mọi người tinh thần đại trấn một đường tiến lên, rất nhanh một người vừa trầm uống, thiếu tộc trường, người xem, bên này có to lớn dấu chân, rất giống như là giật thiếu cái kia đào một thú dấu chân. Ừm, không khác nhau lắm về độ lớn, mọi người quét xuống một cái, lần nữa tinh thần chấn động, bị một tên thần du cường giả sách theo chiến vô song nhìn lướt qua, cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất giống, truy. Một đường truy tung, rất mau nhìn đến mấy cái bị oanh sát trí tử yêu thú, chiến vô song bọn người nhìn thấy một cái yêu thú trong con người còn lưu lại hoảng sợ, lập tức kết luận cái này đích xác là giang giật ra tay. Ngoại trừ hắn sát lục chân ý bên ngoài, coi như thần du cường giả tối đỉnh cũng không thể dễ dàng như thế đánh giết tam gia yêu thú A à, kia tam gia yêu thú trước khi chết còn như thế hoảng sợ, rõ ràng là bị giang giật sát khí hù đến. Mọi người một đường truy tìm, rất nhanh lại đều ngừng lại, chiến vô song sắc mặt càng trở nên cực kỳ âm trầm, bởi vì phía trước đột nhiên xuất hiện trận trận xương trắng. Xong, một vị thần du cường giả sắc mặt nặng nề thở dài, nói, giật thiếu tiến vào vô thần cấm địa, cái này cấm địa đã từng thế nhưng là có một vị đại hạ quốc kim cương cường giả từng tiến vào, cuối cùng cũng không có ra. Mấy người còn lại cũng có chút không biết làm sao, ai cũng không dám tiến vào, bởi vì nơi này tiến vào sau không ai ra qua. Hưu, chiến vô song đột nhiên nguyên lực vận chuyển thân thể hướng phía trước bay đi nhưng hắn bên người một vị chiến gia cường giả phản ứng nhanh hơn hắn nhiều, thân thể lóe lên đã bắt lấy chiến vô song, người bên cạnh nhau nhau kịp phản ứng, kinh hoàng đem chiến vô song vây lại. Thả ta ra, chiến vô song khôi ngô mặt đều bóp méo, hắn thống khổ hét lớn, ta nhất định phải vào bên trong tìm tới giang giật, nếu không ta có cái gì diện mục trở về gặp tô như tuyết gặp tiểu nô muội muội các người giống như còn nhận ta người thiếu tộc trưởng này, liền buông ra ta. Âm, um, trả lời chiến vô song chính là một cái dứt khoát cổ tay chặt, một tên thần du cường giả tối đỉnh quả quyết đem chiến vô song đánh bất tỉnh đi qua, hắn con người nhất chuyển, đem chiến vô song ném cho phía sau một người bàn giao, các người lập tức mang thiếu tộc trưởng trở về, không cần hồi trở lại đại hạ quốc, trực tiếp hồi trở lại thần võ quốc. Thiếu tộc trưởng nếu là lại nháo, đồng dạng đánh bất tỉnh. Phái người đưa tin đưa tiền thiếu cùng như tuyết quốc chủ. Vân lộc cũng hẳn là tiến vào vu thần cấm địa, nếu không giật thiếu cũng sẽ không theo tiến vào, người này truy sát rất thành công, các người trở về phục mệnh đi hiu nói xong cái này thần du đỉnh phong hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào vô ích trong sương mù truyền về một câu thiếu tộc trưởng tỉnh nói cho hắn biết ta thay hắn đi tìm giật thiếu giống như ta không về được phiền phức chiếu cố cho con ta tôn hách lão mấy người đồng thời lo lắng hét lớn nhưng này thần du cường giả tối đỉnh rất nhanh liền biến mất tại xương trắng bên trong không thấy đi mọi người nhìn ra ngoài một hồi bất đắc dĩ cắn răng bắt đầu hướng đại hạ quốc phương hướng phóng đi cái này cấm địa bọn hắn ai cũng không dám đi vào. Lần này truy sát Vân Lộc, hai nhà tổn thất cường giả đủ nhiều, bị lục lão vây khốn ba tên thần du đỉnh phong liền đã hóa thành hài cốt, lại một tên thần du đỉnh phong tiến vào cấm địa, cơ bản có đi không về, tự nhiên không thể lại chết người. Huyền Minh thành nội trinh sát, chẳng mấy chốc sẽ truy tra mà đến, bọn hắn không dám dừng lại thêm. Bởi vì tìm kiếm giang giật đã làm trễ nải lâu như vậy, nếu ngươi không đi sợ là muốn bị phát hiện. Cái gì lão đại tiến vào cấm địa, Tiền vạn quán nghe được tin tức về sau, trên người thịt mỡ đều rung động, không bằng hắn không có mạo muội hướng U Minh xâm lâm phóng đi, cũng không có phái người đi trong cấm địa cứu vớt giang giật. Mà là con người nhất chuyển lập tức quát khẽ, lập tức đem tin tức này truyền cho tô đạo sư, nhưng đừng nói cho tiểu nô muội muội để tô đạo sư đi tìm tiểu hồ ly, thỉnh cầu yêu hậu hỗ trợ. Bình thường người chỉ là biết rõ U Minh xâm lâm bên trong có một cái cấm địa vô cùng nguy hiểm, chỉ có bọn hắn những đại gia tộc này thiếu ra mới biết được, cái này cấm địa kinh khủng đến cỡ nào. Cái này cấm điện xuất hiện trước nhất là tại hơn 3.000 năm trước, là một vị thiên huyền quốc kim cương cảnh cường giả tối đỉnh làm ra. Mà lại cường giả này trước kia vẫn là thiên huyền quốc một vị vương tử, cạnh tranh vương vị sau khi thất bại, vì tránh né truy sát tiến vào u minh xâm lâm chỗ sâu. Cuối cùng còn cơ duyên xảo hợp thuần hóa một cái tứ dài yêu vương, bởi vì lúc ấy thiên huyền quốc cũng có kim cương cường giả, sở dĩ hắn không có mạo muội báo thù, mà là trốn ở trong rừng rậm một lòng nghiên cứu vô thuật cùng trận pháp. Người này thiên phú kỳ tài, thế mà tiềm tu 30 năm sau, thực lực tổng hợp đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong. Hắn mang theo một cái yêu vương trở về huyền thiên thành, ngay trước thiên huyền quốc kim cương cường giả mặt, đem chính mình thân ca ca, đương đại quốc chủ chém giết. Sau đó nhưng không có đăng cơ làm quốc chủ, mà là tiếp tục về tới U Minh xâm lâm, dốc lòng nghiên cứu vô thuật, tìm hiểu đạo văn, một lòng muốn đột phá thiên quân cường giả. Bởi vì người này thực lực cường đại, lĩnh hội thượng cổ vô thuật đông đảo, thiên huyền quốc tự nhiên có rất nhiều người muốn bái hắn vi sư, học tập vô thuật. Đương nhiên cũng có con em đại gia tộc đi vào chắp nối. Sở dĩ rất nhiều người liều chết tiến vào U Minh Sâm lâm chỗ sâu, để vị cường giả này phiền nhiễu không thôi, cuối cùng dứt khoát tại U Minh Sâm lâm vải bố lót trong đưa một cái cấm địa, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, ai dám đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này truyền tới về sau, thiên huyền quốc rất nhiều người vẫn như cũ liều chết tiến vào, kết quả không còn có người ra qua. Đại hạ quốc một tên kim cương cường giả còn không phục, đồng dạng tiến vào, cuối cùng cũng chưa hề đi ra. Việc này lúc ấy tại đại lục gây cực lớn, rất nhiều người nói vị này thiên huyền quốc cường giả rất có thể đột phá thiên quân cảnh, nhất thống đại lục. U Minh xâm lâm chỗ sâu theo khi đó liền bắt đầu trở thành cấm địa, về sau vị kia kim cương cảnh cường giả không còn có lộ diện qua, ai cũng không biết tốt nhất hắn đột phá không có. Phu thần cấm địa cũng không ai còn dám tiến vào, không cẩn thận đi vào không còn có ra qua. Hơn 3.000 năm đi qua, vị cường giả kia coi như đột phá thiên quân cảnh cũng đã chết, bất quá bên trong khẳng định có được rất nhiều cực kỳ lợi hại sát trận, cấm chế loại hình, đừng nói thần du cường giả, sợ là kim cương cường giả tiến vào cũng có thể chết đi. Sở dĩ tiền vạn quán mặc dù nội tâm cấp bách vạn phần, nhưng vẫn là cố nén, để cho người ta đưa tin cho tiểu hồ ly thỉnh cầu yêu hậu xuất thủ, trong lòng hắn cũng chỉ có yêu hậu mới có thể cứu ra giang giật. Tin tức tại hai ngày sau truyền đến tô như tuyết trong tai, nàng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, rất nhanh liền bò lên, để cho người ta đem Giang Tiểu Nô dẫn ra, tự mình đi tìm Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly nghe xong lập tức cũng gấp, tại tô như tuyết phái người hộ tống phía dưới, ra cửa thành Bắc, tìm được ở tại Hạ Vũ Thành Thành Bắc không xa một tòa núi nhỏ bên trong 18 con yêu vương, hướng tam vạn đại sơn chạy như điên. Đào ma ma, tô như tuyết đưa mắt nhìn Tiểu Hồ Ly cùng yêu vương rời đi, cố giả bộ chấn định, đối kia lão ma ma bàn giao, lập tức đi tìm người làm một khối mặt nạ ra người, cùng giang lang giống nhau như đúc, tìm một người khác người ngụy trang Giang Lang, để hắn thỉnh thoảng lộ lộ diện. Tuyệt không thể để ngoại nhân biết Giang Lang mất tích, nếu không thiên huyền quốc khẳng định hội đoán được là Giang Lang giết phân lộc. Lão ma ma đi an bài, tôi như tuyết lúc này mới đứng tại trên tường thành ánh mắt nhìn về phía phía tây nam, khóe mắt hai hàng thanh lệ kềm nén không được nữa, chậm rãi chảy xuống, rất nhanh bị phơi khô, nàng thống khổ nhắm mắt lại nỉ non, Giang Lang, người ngàn vạn phải sống ra, không có ngươi. Như tuyết còn thế nào sống sót, chương 335, thần bí sơn cốc, ây, không biết qua bao lâu, giang giật u u tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn cảm giác đầu muốn nổ tung, đau đến cũng không dám động, suy yếu đến con mắt cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Không bằng hắn trong đầu tàn niệm ngược lại là rất rõ ràng ý thức được. Mình còn sống, hắn lần nữa trước khi hôn mê rất là nghi hoặc, theo cao như vậy trên vách đá ngã xuống, thế mà không chết. Trong mơ mơ màng màng, hắn tỉnh lại lần nữa, lần này đầu không đau, mặc dù vẫn còn có chút suy yếu nhưng cũng có ta thể lực hắn từ từ mở mắt lại bị phía ngoài bạch quang đâm bị thương con mắt hắn thích ứng thoáng cái lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía xem xét phía dưới hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ hắn thế mà tại một cái trong cung điện mặc dù cung điện này không thế nào xa hoa nhưng cũng là bạch ngọc xây thành cung điện phi thường lớn dài rộng đều có ngàn trượng cũng có vài chục trượng cao bên trong trống rỗng ngoại trừ góc tường treo mấy cái dạ minh châu bên ngoài cái gì cũng không có. Không đúng, Giang giật hướng phía dưới nhìn vài lần, phát hiện mấy chục cỗ hài cốt, còn có rất nhiều binh khí áo giáp, xương cốt cũng có rất nhiều lỗ nhỏ, rõ ràng chết đi rất nhiều năm. Cái này, Giang giật chừng mắt nhìn, nhìn thấy cung điện này là toàn bộ phong bế, càng thêm kinh nghi, hắn theo vạn dương vách núi rơi xuống, làm sao lại đi vào một cái phong bế trong cung điện chẳng lẽ cái này vách núi phía dưới có người, dùng cường đại thần thông đem hắn đưa vào nơi này đến. Không nghĩ ra tự không muốn, chỉ cần xác định còn sống, Giang giật tựu rất mừng rỡ, còn như đường ra chậm rãi tìm đi, thiên quân mộ trong đồng dạng phong bế, hắn đồng dạng có thể ra, hắn hỏa linh châu bên trong còn có 6 cái hỏa linh thạch, hắn tựu không tin tưởng ra không được. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, cố nén nội tạng thống khổ ngồi dậy, từ trong ngực lấy ra một viên liệu thương đan dược, ngồi xuống tu luyện bắt đầu chữa thương. a à, nơi này thiên khí linh khí thật là nồng nặc, có thể so sánh thiên nữ phong đế cung. Tùy ý vận chuyển thoáng cái vô danh công pháp, Giang giật phát hiện cung điện này một cái khác chỗ kỳ lạ, bất qua kiến thức thần mạch bên trong càng thiên địa linh khí, hắn cũng không để ý chuyên tâm chữa thương. Sau hai canh giờ, hắn đình chỉ tu luyện, mở mắt, đứng dậy hoạt động một chút xương ống chân, phát hiện thương thế khôi phục bảy tám phần. Hắn rốt cuộc vô tâm chữa thương, bắt đầu bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. ầm, um, hắn tùy ý đập vách tường một trường, trên vách tường lập tức lóng lánh bạch quang, tay của hắn bị bắn ngược ra tới. Không ra dữ liệu của hắn cung điện này trên vách tường có cấm chế cường đại nếu không những người kia cũng sẽ không vây chết ở nơi này nhớ tới người đã chết giang giật nhanh chóng hướng bọn họ đi đến cầm lấy một người trong tay một cái chiến đao liếc mấy cái âm thầm gật đầu nói thiên khí không tệ hắn đem vây chết tại cái này mấy chục người binh khí thu thập lại ngoài ý muốn đạt được mười mấy thanh thiên khí hai mươi thanh linh khí còn có hai cái cổ thần nguyên giới hắn cũng không có thời gian luyện hóa toàn bộ ném vào hỏa linh châu bên trong Thử một chút Hỏa Long kiếm, Giang giật dạo qua một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì cơ quan về sau, chuẩn bị tường đổ mà ra, hắn lấy ra Hỏa Long kiếm, quán chú nguyên lực đột nhiên đối phía trước một mặt tường bích đập tới. Ông, oanh, vách tường trong chốc lát sáng lên vạn trượng quang mang, đâm vào Giang giật con mắt đều không mở ra được, hai đầu Hỏa Long đâm vào trên vách tường, dẫn tới toàn bộ cung điện cũng hơi run rẩy lên. Một cỗ bàng bạc khí tức theo cung điện trên vách tường truyền đến, đem Giang giật chấn động đến rút lui mấy chục trượng trong thân thể vừa mới khôi phục thương thế lại nghiêm trọng. Quả nhiên không được, Giang giật đè xuống trong cổ họng một ngụm máu tươi, ngồi xếp bằng lần nữa vận công chữa thương, lần này hắn dòng giã tu luyện hai canh giờ, về sau lại ăn một chút lương khô thanh thủy, tu luyện sau nửa canh giờ mới đứng lên, đi đến một mặt tường bích bên cạnh, quát khẽ phệ hồn na di thuật. Ông, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra phía trước trên vách tường, tường kia trên vách lại bạch quang lấp lánh, đem Giang giật thân thể trực tiếp phản chấn trở về thuấn gì đều không được. Giang giật bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đi đến vách tường bên cạnh, vận dụng sau cùng tuyệt chiêu hỏa linh thạch. Suy suy, không ra giang giật ngoài ý liệu, hỏa linh thạch liền vạn long thiên quân bày ra cấm chế đều có thể đốt mặc, cung điện này cũng rất nhanh bị đốt mặc vào, hỏa linh thạch toát ra màu xanh hỏa diễm, nhanh chóng thiêu đốt trên vách tường cấm chế, mấy hơi thời gian sau đem vách tường đốt ra một cái đầu đại, ba thước sâu lỗ nhỏ. Thông, nhìn thấy phía ngoài bạch quang, nghe thanh tỉnh không khí giang giật đôi mắt sáng lên mừng rỡ không thôi chỉ cần có thể ra ngoài nhất định có thể tìm tới đường ra hắn xuyên thấu qua lỗ nhỏ cũng có thể nhìn thấy bên ngoài là một cái sơn cốc còn có thể nhìn thấy một cái hồ nước tiếp tục hang động này quá nhỏ giang giật xuyên không đi ra hỏa linh thạch chỉ còn lại năm mai nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức lần nữa lấy ra một viên tiếp tục thiêu đốt cung bích tốt rất nhanh giang giật đem cửa hang mở rộng đến miếng cứng có thể chui ra đi hắn cũng không nỡ tiếp tục lãng phí hỏa linh thạch, trực tiếp gạt ra hướng ra phía ngoài chui vào. Hô hô, chui ra cung điện phía ngoài một khắc này, giang giật rất không có hình tượng ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm hấp khí, mặc dù hắn lần trước theo thiên quân mộ trong chạy ra thăng thiên một lần, nhưng giờ khắc này vẫn là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhỉ ngơi thoáng cái, hắn dò xét cảnh vật bốn phía, cái này đích xác là một cái sơn cốc, nhưng đây là một cái không có ra miệng sơn cốc, từ phía đều là thẳng tắp vách đá, trên không xương trắng tràn ngập căn bản không nhìn thấy bầu trời. Trong sơn cốc có cây có hoa có thảo, còn có một cái đầm nước, trong sơn cốc chỉ có một tòa kiến trúc, liền là giang giật ra cung điện, nhưng cung điện này có 5 tầng, cao vút trong mây, giang giật mới vừa rồi là tại tầng thứ nhất. Vân lộc đâu, hắn âm thầm kinh nghi, vân lộc tại lúc trước hắn rơi xuống, hắn không chết vân lộc cũng hẳn là không chết, nhưng vì sao không có tại vừa rồi bên trong tòa cung điện kia, cũng không có ở trong sơn cốc. Sơn cốc không tính quá lớn, Giang giật dạo qua một vòng, rất nhanh liền đem bên trong chuyển lần, không có phát hiện bất luận cái gì lối ra. Nếm thử chém vào vách đá, phát hiện trên vách đá đều là cấm chế căn bản không phá nổi, cũng không có cách nào leo đi lên. Đại hoàng, hắn lấy ra đào một thú, kết quả phát hiện đào một thú đào đất mấy trượng về sau, phía dưới lại là cấm chế, nơi này căn bản chính là một cái lồng giam, ra không được tử tù lồng. Cung điện, Giang giật ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc tòa kia năm tầng to lớn cung điện, giống như muốn theo cái này cấm địa đi ra ngoài, kia chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào cung điện tầng cao nhất. Vấn đề là cung điện này đều là bạch ngọc xây thành, mỗi một tầng đều có cao mấy chục trượng, mà lại phía trên bóng loáng như gương, căn bản không có cách nào mượn lực, hắn sao có thể bỏ lên trên mấy trăm trượng cao tầng cao nhất. Ai, trước cẩn thận tìm xem trong sơn cốc có hay không có cơ quan đi, giống như có cơ quan có thể ra ngoài, kia là không còn gì tốt hơn. Giang giật lại một lần nữa tại trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh, lần này xoay chuyển rất cẩn thận không có buông tha bất kỳ địa phương nào thậm chí có chút cây nhỏ hắn đều muốn nhổ thoáng cái ầm um, giang giật tìm tòi nửa ngày về sau trong cung điện đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang hắn tựa như một cái bị hoảng sợ như sư tử lông bầm dựng ngược hỏa long kiếm trong nháy mắt ra trong tay hắn sát lục chân ý cũng đổ xuống mà ra hắn hướng trong cung điện cuồng xạ mà đi quả nhiên có người giang giật ở ngoài cửa động nhìn thấy bên trong có một bóng người sát khí lập tức theo trong cửa hang tràn vào bên trong cung điện, chuẩn bị trấn áp người này về sau, lại tiến vào trong cung điện chém giết. Giật thiếu, đừng động thủ, ta là chiến gia trưởng lão hách thiết thụ. Một đạo ngạc nhiên thanh âm theo trong cung điện truyền đến, giang giật sát khí trên người lập tức thu liếm, người này hắn nhận biết, đích thật là chiến giáp trưởng lão, hắn cũng mừng rỡ kêu lên, hách lão, mau ra đây, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đi ra cái địa phương quỷ quái này. Trường 336, đưa ta đoạn đường, hách lão, Người nói nơi này là đã từng là một vị trí cường giả ẩn cư chi địa đại hạ quốc một vị kim cương cường giả sau khi đi vào, đều không còn có ra ngoài. Hách lão theo cửa hang chui ra ngoài, cho Giang giật kiến giải thoáng cái cái này vô thần cấm địa tình huống, Giang giật thoáng cái mộng, kim cương cường giả đều ra không được, bọn hắn có thể ra ngoài sao? Không đúng, Giang giật nhướng mày, dò hỏi kia vì sao không có nhìn thấy vị kia kim cương cường giả hài cốt theo lý thuyết kim cương cường giả hài cốt đều cứng rắn như sắt, sẽ không phong hóa a. À còn có vân lộc đi đâu ta rõ ràng nhìn thấy hắn nhảy xuống vách núi. Ở phía trên, hách lão chỉ về đằng trước cung điện nói, vân lộc nhất định tại tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba, vân lộc trong thân thể có vân gia huyết, cái này cấm địa chủ nhân là vân gia người, khẳng định hội chiếu cố một chút. Vân lộc nói không chừng trực tiếp bị truyền tống đi tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba, đại hạ quốc kim cương cường giả, như thế thực lực cường đại, cũng cảm ngộ rất nhiều đạo văn, đoán chừng cũng tới phía trên. Đi phía trên làm sao đi lên, Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, nói, hách lão, ngươi cũng nhìn thấy, tầng thứ nhất căn bản không có lối ra, càng không có bị phá hư vết tích, kim cương cường giả coi như lại cường đại cũng không có khả năng trực tiếp lên bên trên đi thôi. Không biết, hách lão trong mắt quang mang tối sầm lại, có chút hổ thẹn nói ra, ta thiên tư không được, chỉ là cảm ngộ một loại đạo văn, vẫn chưa hoàn toàn tiến vào nhập cường giả chân chính điện đường, cũng không phải rất rõ ràng kim cương cường giả kia nhất cảnh giới, không biết bọn hắn có được cỡ nào kinh thiên năng lực chúng ta chiến ra cũng thật lâu chưa từng sinh ra kim cương cấp bậc cường giả. Vậy chúng ta còn có hy vọng ra ngoài sao Giang giật hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, cái này hách lão xem tình huống đã sống bảy tám chục năm, kiến thức rộng rãi, nếu là hắn nói không thể lời nói, việc này tựu mơ hồ. Có, hách lão đưa tay chỉ cung điện tầng cao nhất nói, ta đoán chừng, chỉ cần đi vào tầng thứ năm, tự có hy vọng ra ngoài. Hơn nữa còn có thể được đến vị cường giả này lưu lại tới rất nhiều trí bảo, cùng vu thuật truyền thừa. Tốt, Giang giật tinh thần chấn động, quát khẽ, vậy còn chờ gì hách lão, người đưa ta đoạn đường, chỉ cần cho ta tới gần tầng cao nhất, ta liền có thể phá vỡ thành cung trực tiếp đi vào. Ừm, Giang giật có được hỏa linh thạch có thể đốt mặc thành cung sự tình, hách lão đã biết rõ, hỏa linh thạch bá đạo, trước kia hắn cũng đã được nghe nói, giờ phút này cũng hưng phấn nhẹ gật đầu, ý tứ hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hưu, Giang giật chạy lấy đà mấy bước, nguyên lực vận chuyển, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng cung điện phóng đi, hai chân không ngừng tại bóng loáng như hương bạch ngọc trên vách tường rậm chân, thân thể mượn lực hướng lên trên mặt bay đi. Giang giật cái nhảy này bay thẳng nhảy lên cao hơn 20 trượng, đã đạt đến có thể nhảy vào tối cao tình trạng, hắn viên thứ nhất tinh thần bên trong màu đỏ nguyên lực điên cuồng vận chuyển mà ra, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, hai đầu hỏa long lập tức gào thét mà ra, đồng thời hắn quát lớn, hách lão. Giật thiếu, cẩn thận, phía dưới hách lão mới vừa rồi cùng giang giật liếc nhau một cái, tự đã hiểu hắn tâm tư, lập tức cũng đột nhiên hướng không trung ném ra một cái đại trưởng ấn, đối hai đầu hỏa long gào thét mà đi, một đập ra đại trưởng ấn về sau, hắn thân thể hóa thành tàn ảnh hướng bên cạnh né ra. Oanh, hai đầu hỏa long cùng đại trưởng ấn chạm vào nhau, lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm vang lên, phụ cận không gian đều tầng tầng chấn động, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng đánh tới, bởi vì hách lão công kích rõ ràng mạnh hơn một chút, sở dĩ hướng lên trên không sóng xung kích mãnh liệt hơn, đương nhiên hách lão cũng tận lực khống chế, nếu không sóng xung kích hội mạnh hơn, giang giật cũng sẽ bị chấn thương. Hách lão, người cũng cẩn thận, giang giật cũng không để ý, hét lớn một tiếng, hỏa linh châu sáng lên, vô số địa hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, rất mau đem hắn thân thể đều bao phủ đi vào. Phía dưới lăn lộn mà lên khí lãng, đem giang giật thân thể hướng trên không trung đánh tới, địa hỏa cũng bị nổ bốn phía bắn tung tóe đem phía dưới hách lão dọa đến hổ khu chấn động, cái này nếu là cho địa hỏa bắn chúng, thân thể của hắn thế nhưng là sẽ thêm mấy cái động. Xong rồi, hách lão một bên tránh né đầy trời bắn tung tóe địa hỏa, nhìn thấy giang giật thân thể bị hướng không trung nổ đi lập tức đại hỉ, chỉ cần giang giật có thể đến gần tầng cao nhất, dùng hỏa linh châu đốt xuyên thạch bích, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào, đến lúc đó tại ném một sợi dây thường xuống tới, cũng có thể dẫn hắn đi lên. Ông, nhưng mà, một giây sau đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giật thân thể vừa mới bay vụt lên 450 50 trường chỉ đạt tới tầng thứ hai độ cao, bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, giang giật đụng chạm lấy những cái kia bạch quang, trực tiếp bị phản chấn xuống tới, hắn trên không trung cuồng phún một ngụm máu tươi, địa hỏa rất nhanh cũng đã biến mất, thân thể như phá bao tải hướng phía dưới rơi xuống. Giật thiếu, khách lão kinh hãi, phi thân vọt lên đem giữa không trung giang giật ôm lấy, nhìn lên bầu trời bên trong còn tại bạch quang lấp lánh cấm chế. Thấp giọng thầm mắng, cái này vô thần cấm địa chủ nhân quá độc ác, không chung vậy mà bố trí vô hình cấm chế, phốc, Giang giật bị xung kích đợt đánh bay, lại bị cấm chế phía trên bắn ngược, hai mặt giáp công, có thể nghĩ hắn vừa rồi một khắc này đến cỡ nào khó chịu, còn tốt xương cốt không có đoạn, chỉ là nội tạng bị thương. Hắn nuốt một viên liệu thương đan, nhắm mắt điều tức một hồi, mới đắng chát mở mắt ra nói, hách lão, làm sao bây giờ cái này tầng cao nhất hiển nhiên là không thể đi lên. Ai, hách lão khe khẽ thở dài, hướng cùng miệng cái kia cửa hang nhìn lướt qua, bất đắc dĩ nói, không có cách, chỉ có theo tầng hai chậm rãi tìm lối ra trên đường đi đi giật thiếu người trước chữa thương đợi lát nữa chúng ta bên trên tầng hai ta đoán chừng hai ba bốn tầng đều rất nguy hiểm một cái không tốt chúng ta đều muốn chết ở đây ừm giang giật lặng lẽ gật đầu nhắm mắt chữa thương hách lão thì bắt đầu ở trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh nhìn xem có thể tìm khắp tìm tới cái gì cơ quan mặc dù lúc đi vào hắn làm xong quyết tâm quyết tử nhưng ai cũng không muốn chết có một chút hy vọng sống hắn cùng giang giật cũng sẽ không từ bỏ sau ba canh giờ, hách lão trở về, Giang giật cũng chữa thương hoàn tất, hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Giang giật theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một chút lương khô thanh thủy, hai người no mây mẩy ăn một bữa, lúc này mới đứng thẳng hướng vách tường cung điện cái kia nhỏ hẹp cửa hang đi đến. Tiến vào cung điện tầng thứ nhất, Giang giật cùng hách lão liếc nhau một cái, thân thể lần nữa hướng một tên trên vách tường phóng đi, mượn lực nhảy lên cao hơn 20 trượng về sau, hắn hỏa linh châu bên trong một viên hỏa hồng tiểu thạch đầu xuất hiện, dùng tay đột nhiên hướng đỉnh đầu phiến đá ném mạnh mà đi. Xuy suy, hỏa linh thạch trong nháy mắt toát ra màu xanh hỏa diễm, phía dưới hách lão dọa đến lập tức thân thể lui nhanh, kia nhiệt độ cao quá kinh khủng, mặc dù rời đi xa vài chục trường, hắn đồng dạng cảm giác toàn thân đều bị thiêu đốt. Ông, đỉnh đầu vách đá sáng lên quang mang chói mắt, hỏa linh thạch một đường đốt cháy cấm chế cùng vách đá, nhẹ nhõm đem đầu đỉnh vách đá thiêu đốt ra một cái to bằng đầu người thông đạo. Thông giang giật thân thể rơi xuống đất ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên nhìn thấy một tia ánh sáng sau lập tức đại hỉ hách lão cũng lao đến kích động gật đầu nói giật thiếu người cái này thạch đầu quá kinh khủng như thế cường đại cấm chế đều có thể đốt mặc hách lão lui ra phía sau ta đem thông đạo mở rộng một chút liền có thể đi lên giang giật quát khẽ một tiếng lại đối vách tường phóng đi chờ thân thể bay vụt lên giữa không trung lấy ra một viên hỏa linh thạch bắn ra suy suy giang giật thủ pháp rất chuẩn hỏa linh thạch rất mau đưa thông đạo mở rộng đến có thể miễn cưỡng leo đi lên trình độ, hắn xuyên thấu qua phía trên cái lối đi kia nhìn mấy lần, có chút kỳ quái nói ra, hách lão, ngươi xem, phía trên cũng là giống nhau như đúc cung điện, thoạt nhìn không có nửa điểm nguy hiểm a, à, ta cũng trong cảm giác cũng không có người sống khí tức. chương 337, Hải Yêu, đi lên xem một chút đi, hách lão cũng rất là buồn bực, không bằng hắn rất nhanh hưng phấn lên, trong thân thể nguyên lực vận chuyển, liền muốn bay vọt mà lên. Giang giật lại cản lại hắn, nói ra, "Hách lão, ta đi lên trước đi, ta còn có hai cái hỏa linh thạch, vạn nhất phía trên thật sự có nguy hiểm, ta ứng phó cũng nhẹ nhõm." "Không được, Hách lão kiên định là thường nói ra, không phải là bởi vì hai nhà chúng ta sự tình, giật thiếu cũng sẽ không bị đại nạn này, làm sao còn có thể để giật thiếu mạo hiểm?" Giật thiếu chưa có lại nói, "Lão Hách mặc dù thiên tư ngu dốt, nhưng vẫn là có chút sức tự vệ." "Tốt à, Giang Giật bất đắc dĩ hít thở dài, giống như lại nói, "Hách lão liền sẽ coi là xem thường hắn." Giang giật theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một sợi dây thừng, giao cho hách lão nói, cẩn thận chút, nếu có nguy hiểm, lập tức lui ra tới. Hách lão cùng giang giật đồng dạng, đột nhiên hướng trên vách tường phóng đi, ở trên vách tường đạp mấy bước, lại mượn lực hướng lên trên mặt bay đi. Thần du đỉnh phong cùng giang giật khác biệt rõ ràng có chút lớn, giang giật nhiều nhất có thể nhảy vọt hơn 20 trượng, hách lão lại nhẹ nhõm bay vọt mà lên, hai tay bắt lấy cửa hang, mượn lực hướng lên trên mặt chui vào, Giang giật ở phía dưới mắt không chấp nhìn xem, đại khí không dám phun ra, giống như phía trên tầng 2 vẫn là cùng một tầng giống nhau như đúc, không có ra miệng lời nói, hai người sợ là muốn vây chết ở nơi này. Hắn hỏa linh châu bên trong hỏa linh thạch chỉ có hai cái, tối đa cũng chỉ có thể bên trên ba tầng đi. Hách lão thân thể rất nhanh chui vào tầng 2, một đạo mừng như điên thanh âm cũng từ bên trong chuyển đến, ha ha ha, giật thiếu, chúng ta có thể đi ra. A, à, Giang giật đôi mắt sáng lên, Chờ phía trên một sợi dây thừng rủ xuống đến, hắn lập tức bay vọt lên, theo dây thừng leo lên tầng 2. Vừa bò lên trên tầng 2, ánh mắt của hắn quét qua, đôi mắt lần nữa sáng lên, cũng đi theo cuồng nghỉ hoảng sợ nói, truyền tống trận. Tầng 2 cùng một tầng giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là, góc tường nhiều một cái truyền tống trận, mà lại tầng này không có một cỗ hải cốt. Hiển nhiên có thể lên tầng này người đều có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi, mà kể cuối cùng có thể truyền tống đi đâu, nhưng ít nhất có đường ra, hai người không có lập tức tiến vào truyền tống trận, mà là thận trọng bốn phía dò xét một lần, xác định tầng này cùng phía dưới đồng dạng, hai người chậm rãi hướng truyền tống trận đi đến. Giật thiếu, người trước chờ, lão hách đi trước tìm kiếm đường. Giang giật lúc đầu nghĩ vào thẳng đi vào, hách lão lại cản lại hắn, giang giật lần này không có đáp ứng, trầm giọng nói ra, cùng đi đi, vạn nhất truyền tống đi khác biệt địa phương liền phiền toái, hai người cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ừm, cũng thế, hách lão không còn kiên trì, rút tay ra bên trong thiên khí bảo kiếm, Giang Giật cũng lấy ra hỏa long kiếm, hai người đồng thời hướng trong truyền tống trận phóng đi. Ông, tại hai người bước vào truyền tống trận một khắc này, truyền tống trận phát sáng lên, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Ông, Giang Giật cảm giác cước vừa rơi xuống đất, lập tức thả ra sát lục chân ý, ánh mắt cũng như điện bốn phía quét tới, xem xét phía dưới hắn cùng hách lão đồng thời mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hai người thế mà đến một cái đảo hoang bên trong, bốn phương tám hướng đều là biển cả, nơi xa có vô số đảo nhỏ, đá ngầm, Giang giật còn rõ ràng nhìn thấy trong biển có con cá đang du động. Đây là cái nào, Giang giật mơ hồ, còn ngồi xổm xuống sờ lên dưới mặt đất bùn đất, đồng thời dùng hỏa long kiếm hướng trong biển bổ một cái, gây nên nước biển cuồn cuộn văng khắp nơi, hắn lúc này mới xác định đây không phải huyễn cảnh, bọn họ đích xác bị truyền tống đến trên đảo hoang. a à, hắn phát hiện hách lão không có trả lời, quay đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười khổ, hắn quên chính mình thả ra sát lục chân ý, hách lão tại kinh khủng sát khí bao phủ phía dưới, liền hô hấp cũng không thể, làm sao còn có thể nói đến ra nói. Hô hô, Giang giật thu hồi sát khí, hách lão mới ít mấy hơi, cảm khái, giật thiếu, người cái này sát lục chân ý quá mạnh, sợ là tấn cấp đến đệ ngũ trọng, bình thường kim cương cường giả đều sẽ bị chân áp. Đương nhiên, đến Thủy U Lan, diên hủy đại sư loại kia cấp bậc, có thể sẽ không bị nửa điểm ảnh hưởng. Hắn bốn phía quét qua, cũng kinh nghi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta trực tiếp bị truyền tống ra đơn giản như vậy không đúng? Theo lý thuyết, rất nhiều người đều có thể đi vào tầng thứ hai, tầng thứ nhất cũng chỉ có mấy chục bộ thi thể, kia vì sao tiến vào vô thần cấm địa người đều chưa hề đi ra. Đi, Giang giật nhìn một chút, thân thể hướng phía trước trên mặt nước bay vọt mà đi, chân sau ở trong nước một điểm, lần nữa mượn lực bay lên, hướng cách đó không xa một cái đảo nhỏ phóng đi. Giật thiếu, cẩn thận, hách lão vừa mới chuẩn bị theo sau, Ánh mắt lại đột nhiên hướng nước biển phía dưới quét tới, sầm mặt lại quát lạnh. Hừ, Giang Giật cũng đã sớm phát hiện trong nước biển dị động, ánh mắt hướng phía dưới quét tới, nhìn thấy mấy đầu to lớn hải ngư vọt ra khỏi mặt nước, mở cái miệng rộng lộ ra sâm bạch răng nhọn, hắn không có nửa điểm kinh hoàng, bởi vì cái này hải ngư khí tức quá yếu, chỉ có thể nhưng so sánh nhị gia yêu thú, đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Vù vù, trên người hắn sát lục chân ý lóe lên, hỏa long kiếm tùy ý hướng phía dưới đi vòng quanh nhẹ nhõm đem ba đầu hải ngư chém thành hai đoạn chân sau tại một đầu hải ngư trên thi thể một điểm mượn lực bay lên cách đó không xa một cái trên hải đảo hiu hách lão cũng phi thân mà đến chân của hắn một điểm trên nước biển đồng dạng hấp dẫn mấy đầu mỏ nhọn cá lớn hách lão thực lực cường đại tùy ý một lần công kích đem mấy đầu hải ngư chém giết về sau nhẹ nhõm lên hải đảo đây không phải thiên tinh đại lục phụ cận hải vực nếu không không có khả năng có như thế thêm hải yêu hách lão lên hải đảo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Thiên tinh đại lục bốn phía đều là biển cả, cũng không ít hải yêu, trong lịch sử ven biển các nước chư hầu, cũng từng cũng phái cường giả ra hải dò xét một phen, nhưng là xa nhất chỉ là dò xét 10 vạn lý sau toàn bộ đều rút về tới. Bởi vì rất nhiều trong hải vực đều có cường đại hải yêu, yêu vương không phải số ít, không cẩn thận tiến vào yêu vương phạm vi thế lực, thường thường sẽ khiến đếm không hết hải yêu truy sát. Ở trong biển nhân loại võ giả chiến lực đều sẽ có ảnh hưởng, một cái yêu vương có thể nhẹ nhõm diệt sát mấy trăm thần du cường giả. Đại Hạ Quốc phía đông ven biển, chiến gia trong lịch sử cũng phái ra cường giả ra phía đông biển cả dò xét một phen, cho nên đối với hải vực có chút quen thuộc, cái này hải vực hách lão nhìn không giống đại lục bốn phía hải vực. Ừm, hách lão, đây tuyệt đối không phải đại lục phụ cận hải vực, mà là một cái kỳ dị không gian. Giang giật khẳng định nhẹ gật đầu, trên mặt đều là ngưng trọng, hắn chỉ chỉ bầu trời nói, người nhìn thiên không. Bầu trời, Hách lão nguyên bản không có đặc biệt để ý, nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên phát hiện không đúng. Bầu trời mặc dù rất sáng, nhưng không có nhật nguyệt, cũng không có một viên tinh thần. Hắn trầm ngâm một chút, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng bầu trời vung đi, bắn ra một đạo bán nguyệt hình nguyên lực công kích, kết quả bầu trời rất nhanh phát sáng lên, mấy trăm trượng trên không trung, đột một xuất hiện một đạo rưỡi trong suốt lưới cá hình dáng cấm chế. Cái này, nhìn lên bầu trời như lôi điện lưới cấm chế, hai người đều nội tâm chấn động, Vị này thiên huyền quốc vô thần thực lực sợ là tuyệt đối đạt đến thiên quân cảnh. Đồng thời tại cấm chế cùng vu thuật bên trên đều có rất sâu tạo nghệ, có thể chế tạo một cái thần kỳ như thế không gian, kim cương cảnh cường giả tuyệt đối làm không được. Hai người ánh mắt nhìn về phía bao la mà bình tĩnh hải vực, nội tâm đều trở nên nặng nề, cái này trong hải vực khẳng định có lối ra, mà lại cái cửa ra này có lẽ còn là thông hướng tầng thứ ba. Nhưng cái này trong hải vực cũng sẽ có vô số hung tàn hải thú hai người có thể hay không còn sống tìm tới lối ra, liền muốn xem thiên ý. chương 338, lối ra, phanh phanh phanh, một mảnh hải vực phía trên, hai thân ảnh không ngừng lấp lẽ, binh khí trong tay thỉnh thoảng đối phía dưới đánh xuống, đem phía dưới ùa lên hải yêu đánh giết. Một người mặc thanh bào thiếu niên không có cách một khoảng cách, hội hướng trong biển ném mạnh từng đoạn từng đoạn cây trúc, thân thể hai người liền xuống rơi thời điểm tựu dẫm lên cây trúc mượn lực tiếp tục hướng phía trước bay đi. ầm um, cứ như vậy, Hai người không ngừng vượt ngang hải vực, một đường đánh giết hải thú, sau nửa canh giờ hai người rốt cục bay người lên trên một cái tiểu hải đảo, vừa lên bờ sau hai người đều mệt mỏi ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở. Vừa rồi một lần kia là cái này mấy ngày qua hai người vượt ngang dài nhất hải vực, dòng dã bay vọt một ngày hai đêm, đoạn đường này đến đều không có hải đảo, hai người lại không dám xuống nước đi, chỉ có thể mượn nhờ giang giật hỏa linh châu bên trong một chút cây trúc mượn lực tiến lên. Cây trúc là hai ngày trước giang giật tại một cái tiểu hải ở trên đảo phát hiện toàn bộ hải đảo cây trúc đều bị hắn chém sạch, cũng nhanh dùng xong. Hai người ngồi dưới đất nhai nuốt lấy lương khô, nhìn qua đối phương mệt mỏi thần sắc, cùng bốn phía vẫn như cũ minh mông vô bờ hải vực, hai người đều mờ mịt. Cái này kỳ dị trong không gian lớn bao nhiêu ai cũng không biết, lối ra ở đâu cũng không biết, không có cây trúc, hai người vượt ngang hải vực tốc độ hội chậm hơn, mặc dù giang giật hỏa linh châu bên trong đồ ăn thanh thủy đầy đủ trèo chống mấy năm, nhưng vốn là như vậy khô khan tìm kiếm, thời gian lâu dài, hai người sợ là muốn nổi điên. Giật thiếu, người ngủ trước một hồi, ta đề phòng, chế chút ta gọi tỉnh ngươi, ăn uống no đủ về sau, hách lão ngồi xếp bằng, ra hiệu giang giật nghỉ ngươi trước. Giang giật cũng thật sự là buồn ngủ, cũng không làm kiêu, trực tiếp ngã xuống đất tựu ngủ, cái này mấy ngày mấy đêm đi đường, tăng thêm nội tâm mờ mịt, để hắn rất là mỏi mệt. Hai người thay phiên nghỉ ngơi một ngày rưỡi, lần nữa lên đường, vẫn như cũ hướng một cái phương hướng trước đi, hai người không biết lối ra tại phương hướng nào, chỉ có dựa vào vận khí. a à bên kia có một cái cự đại hải đảo, có rất nhiều đại thụ. Nửa ngày sau hách lão kinh hô lên, Giang giật tìm mắt nhìn một cái, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái cự đại hải đảo, mệt mỏi tinh thần có chút phấn chấn, tăng nhanh bay vào tốc độ, hỏa long kiếm cũng thỉnh thoảng hướng phía dưới bổ ra, chém giết che giả mang mọc đánh tới hải yêu. Cái này trong biển hải yêu rất nhiều, có có được giang nhọn cá kiếm, có thể đụng ra độc dịch hình cầu hải thú, có được dài ba trượng to lớn cái kìm tôm hùm, có thể miệng phun băng tiến hải ngư. Các loại kỳ quái hải yêu cái gì cần có đều có. Bất quá nhiều ngày như vậy, hai người gặp phải hải thú đều là nhị giai, tối cường cũng là nhị giai đỉnh phong, căn bản không đủ để đối hai người tạo thành uy hiếp, liền là thật khó dây dưa, căn bản giết không hết. Hai người nhanh chóng lên cái kia to lớn hải đảo, bốn phía dò xét một phen, xác định hải đảo bên trong không có cường đại yêu thú về sau, Hách lão lập tức dùng trường kiếm đem hải đảo bên trong cây cối chặt cây hải đảo này bên trong có nhiều như vậy cây cối, thu sạch nhập sang giật hỏa linh châu bên trong, hai người có thể tại trong hải vực trèo chống hơn nửa tháng. Chờ chút, giang giật nhìn thấy hách lão đem một gốc đại thụ chặt thành một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô lên, hách lão, chúng ta không bằng chế tạo mấy chiếc thuyền gỗ ta dùng sát lục chân ý áp chế hải yêu, người dùng nguyên lực công kích đẩy ngược thuyền gỗ tiến lên dạng này chúng ta đều không cần như vậy phí sức. Đúng a à, vẫn là giật thiếu thông minh, hách lão một suy nghĩ cảm thấy có thể thực hiện hướng giang giật giơ ngón tay cái lên không bằng hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra giật thiếu người sát lục chân ý khủng bố như vậy ta căn bản không động được a à, làm sao khống chế thuyền gỗ tiến lên cái này đơn giản giang giật khoát tay áo nói ta có thể áp chế sát khí cái này hải yêu cấp quá thấp chỉ dùng tùy ý phóng thích một chút sát khí liền có thể áp chế sẽ không ảnh hưởng ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hách lão như chút được gánh nặng nếu là suốt ngày bị giang giật tối cường sát khí bao phủ hắn còn không bằng vất vả đi đường đâu bị giang giật toàn lực áp chế cảm giác kia quá không tốt thụ hai người rất nhanh lợi dụng đại thụ thân cây chế tạo rất nhiều thuyền gỗ cũng chặt cây rất nhiều đại thụ cất giữ trong hỏa linh châu bên trong để phòng vạn nhất đi thu hồi mấy chục chiếc thuyền gỗ giang giật một tay bắt lấy một chiếc thuyền nhỏ hướng trong biển ném một cái thân thể bay vọt lên vừa đứng lên tại trên thuyền nhỏ lập tức phát hiện phía dưới nước biển phun trào rất nhiều hải yêu chen chúc mà tới Hừ, Giang giật vội vàng phóng thích sát lục chân ý, nếu không cái này thuyền nhỏ sẽ bị hải thú xé rách thành mảnh vỡ, sát khí vừa ra phía dưới hải yêu quả nhiên không động được. Hách lão bay vụt mà đến, cảm nhận được Giang giật sát khí đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn lập tức đại hỉ, tiện tay thả ra một cái nguyên lực công kích, cái này thuyền nhỏ lập tức như điện bị đẩy ngược hướng phía trước phóng đi. Nhẹ nhàng như vậy nhiều, Giang giật thở ra một hơi thật dài, mặc dù thời khắc muốn phóng thích sát lục chân ý, thời gian quá lâu sẽ để cho hắn rất là mỏi mệt cùng suy yếu, nhưng so trước kia thoải mái hơn. Hách lão thoải mái hơn, đối với hắn cái này cấp bậc võ giả tới nói, phóng thích nguyên lực công kích cùng tiện tay đánh ra một trường không có khác nhau. Hưu, rất nhanh hách lão nắm giữ kỹ xảo, cũng có thể chính xác khống chế thuyền nhỏ tiến lên phương hướng, hắn không ngừng tiện tay ném ra một trường, hậu phương nước biển từng mảnh từng mảnh nổ lên, thuyền nhỏ tại đẩy ngược lực phía dưới như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phía trước chạy mà đi. Lối ra ở chỗ nào, lại là ba ngày đi qua, hai người cũng không biết đi về phía trước bao xa khoảng cách. Bốn phía vẫn là mênh mông vô bờ hải vực. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài tòa lớn nhỏ hải đảo, nhưng hai người chính là không có phát hiện có lối ra. Chẳng lẽ tại đáy biển giống như ở dưới biển liền phiền toái? Hách lão lo lắng thì thào. Mặc dù bằng vào thực lực của bọn hắn lặn xuống biển nước trăm dặm cũng sẽ không bị chết đuối, nhưng hải vực to lớn như thế, nếu là đi dưới biển tìm kiếm, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được a. À? lại là một ngày sau đó giang giật đang ngồi xếp bằng nhắm lại đôi mắt hách lão đột nhiên kêu to lên giật thiếu phía trước có một tòa cửa đại núi lửa lối ra có thể hay không ngay tại núi lửa bên trong núi lửa giang giật hai mắt lập tức mở ra ánh mắt như điện hướng bên kia quét tới quả nhiên thật xa liền thấy một ngọn núi lửa núi lửa này rõ ràng vẫn là núi lửa hoạt động miệng núi lửa có cuồn cuộn khói đặc phun ra càng đến gần kia gây mũi mùi lưu huỳnh càng dày đặc không khí cũng nóng rực lên địa hỏa giang giật tinh thần chấn động mặc kệ lối ra có phải hay không tại núi lửa bên trong hắn đều quyết định vào miệng núi lửa tìm tòi hắn hỏa linh châu bên trong địa hỏa đã nhanh tiêu hao hết giờ phút này có đại lượng địa hỏa thu thập đương nhiên sẽ không buông tha hiu càng đến gần núi lửa nhiệt độ càng cao thuyền nhỏ đều toát ra khói xanh hai người chỉ có thể bỏ qua thuyền nhỏ phi thân lên hướng trên núi lửa bay đi hách lão người ở nơi này ta vào núi lửa bên trong tìm kiếm giang giật có hỏa linh châu căn bản không sợ hỏa diễm nhìn thấy hách lão toàn thân mồ hôi đầm đìa để hắn tại dưới núi lửa chờ chính hắn phi thân hướng miệng núi lửa phóng đi hiu kẻ tài cao gan cũng lớn bò lên trên miệng núi lửa giang giật dừng một chút bay thẳng thân hướng miệng núi lửa bên trong nhảy xuống xuyên thấu qua cuồn cuộn bạch yên hướng phía dưới liếc nhìn mà đi ầm um, hạ xuống mấy trăm trượng về sau giang giật lấy ra hỏa long kiếm đâm vào vách đá bên trong khống chế hạ xuống tốc độ cứ như vậy hắn dưới đường đi rơi rất nhanh đã tới núi lửa bên trong trong nham động lối ra, còn không có rơi xuống nham tương bên trong, giang giật đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, hắn trong lòng đất nham tương động trong góc, thấy được một cái truyền tống trận, rõ ràng là tầng thứ ba lối ra. Khốt khốt, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, phía dưới nóng hổi nham tương nhanh chóng phun trào, rất nhanh ngưng tụ ra từng cái nham tương tượng đất, cũng phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng quái khiếu, điên cuồng hướng giang giật vào tới. Thượng cổ vô thuật khôi lỗi thạch nhân không đối ứng nên khôi lỗi nham tương tượng đất. Giang giật xem xét, âm thầm kinh hãi cái này cấm địa vu thần quả nhiên cường đại mặc dù chết rồi nhưng còn có thể bố trí ra như thế cường đại cấm chế cửa ra này vẫn là tại núi lửa bên trong có như thế thêm nham tương tượng đất sợ là hách lão cái này cấp bậc đều không có cách nào xông vào lối ra a à. giang giật không sợ hỏa sở dĩ những này nham tương tượng đất với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực hắn chỉ là rất là lo lắng thủ hộ tầng thứ hai ra miệng quái vật đã khủng bố như thế trấn thủ phía trên tầng thứ ba tầng thứ tư quái vật sẽ có cỡ nào cường đại hắn cùng hách lão trúc thực lực ấy có thể đạt tới tầng thứ 5, còn sống ra ngoài sao. mươi 339, Phong hệ đạo văn, ầm, um, giang giật thân thể bay vụt mà xuống, hỏa long kiếm đột nhiên đối phía dưới bổ tới, phía dưới một đám nham tương tượng đất lập tức nổ tung, hóa thành nham tương hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng phía dưới rất nhanh lại ngưng tụ càng nhiều nham tương tượng đất, mỗi cái tượng đất trên thân đều nhập vào xuất ra lấy hỏa hồng địa hỏa, sợ là cho nó đụng chạm thoáng cái, bình thường võ giả lập tức muốn bị đốt thành bột mịn. Giang giật có hỏa linh châu, căn bản không sợ địa hỏa, thân thể bắn vào nham tương bên trong, hỏa long kiếm không ngừng lấp lánh hướng bốn phương tám hướng bắn ra hỏa long, đem những cái kia nham tương tượng đất nện đến nhão nhuệt, đồng thời hỏa linh châu còn nhanh nhanh hấp thu địa hỏa. Hỏa linh châu hấp thu địa hỏa tốc độ rất nhanh, rất nhanh phụ cận nham tương bắt đầu ngưng kết, phụ cận cũng không còn xuất hiện nham tương tượng đất, còn như xa xa nham tương tượng đất, còn không có tới gần đã bị Giang giật đánh nát. Giang giật tại phủ cận du tẩu, chờ hỏa linh châu bên trong không gian hơn phân nửa bị địa hỏa chiếm cứ về sau, hắn thân thể đột nhiên hướng lên trên uổng phí bay vọt mà đi, giữa không trung bắn ra hai đầu hỏa long, mượn lực lên miệng núi lửa bên trong. ầm, um, hỏa long kiếm đột nhiên đâm vào trong vách đá, Giang giật cũng không lên miệng núi lửa đi, quấy hỏa long kiếm, đào ra một cái cửa hang, một đường hướng ra phía ngoài đào thông đạo chạy đi. Đào ra một cái thông đạo xông ra núi lửa bên ngoài, Giang giật cùng đứng ở bên ngoài toàn thân áo bảo đều bị mồ hôi tưới nước hách lão mỉm cười nói, hách lão, lối ra ngay tại núi lửa bên trong. a à, hách lão sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hoảng sợ nói ra, núi lửa bên trong nhiệt độ cao như vậy, ta đi vào còn không phải bị đốt sống chết tươi a à. Ha ha,